Các bạn đang nghe truyện trận vấn trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1390, Trảm Thần, 2 Mặt họa nhíu mày, hơi trầm tư, sau đó thẳng thắn nói, ta nhận thua, ta không chơi nữa, ngươi có thể thả ta ra ngoài không, Hà thần nheo mắt. Tên tiểu quỷ này, da mặt thật dày. Nó sống lâu như vậy, gặp qua nhiều yêu quỷ thần như vậy, chưa thấy qua ai nhận thua nhận ra rõ ràng như vậy, thông dong như vậy, còn lẽ thẳng khí hùng như thế nhưng nó căn bản không tin tiểu tu sĩ này tuổi tuy nhỏ nhưng giảo hoạt cổ quái lời trong miệng một chữ cũng không thể tin hà thần cười khẩy một tiếng cũng không đáp lại mặt họa thở dài sau đó không nói hai lời lập tức xoay người chạy hà thần ngay từ đầu còn không thèm để ý sau đó thấy phương hướng mặt họa chạy trốn là quảng trường ngư tu quỳ lạy trong ánh mắt lóe lên tàn khốc tiểu quỷ muốn phá hư đạo tràng của ta thân thể hà thần hóa thành huyết thủy, tà niệm dậy sóng, lập tức đuổi theo mặt họa. Nhưng đuổi theo hồi lâu, một mực đuổi tới trước quảng trường, vẫn không thấy thân ảnh của mặt họa. Đi nơi nào, hà thần nhíu mày quá dị. Nó hơi suy tư, trong giây lát cảm thấy hồi hộp, cả kinh nói đại điện, tên tiểu quỷ này, không biết dùng thủ đoạn gì, lại ẩn nấp khí tức, dương đông kích tây. Hắn muốn trộn nhà, thần sông tức giận đến râu tóc dựng đứng, lập tức huyết hà cuốn ngược, dùng tốc độ nhanh hơn trở lại trước đại điện. Cách thật xa, nó liền nhìn thấy, cửa đại điện vốn đóng chặt, bị mạnh mẽ phá vỡ một cái cửa hang, vừa vặn đủ một đứa bé chui vào. Tiểu súc sinh thật giảo hoạt. Thần sông giận dữ, lập tức xông vào đại điện. Bên trong đại điện, tơ lụa màu máu, rừng cột chạm trổ, xa xỉ hoa quý, bày biện các loại trang trí điêu khắc đầu lâu, cùng với minh châu huyết sắc tà niệm hóa thành. Giống như một tòa tiểu long cung dưới đáy sông chỉ có điều long cung này có màu máu đậm đặc xương trắng dày đặc bao nhiêu âm phủ cũng hơi ít mà ở giữa đại điện có một tòa tế đàn tế đàn điêu khắc phong cách cổ xưa trang trí hoa quý yên lặng mà trang nghiêm chính giữa tế đàn là tượng thần sông được đúc bằng kim thạch dáng vẻ không khác gì thần sông nhưng trên đỉnh đầu lại có hai cái sừng dê nhìn vô cùng quá dị mà dưới tượng thần sông bày ra một cái bàn thờ trên bàn thờ bày đầy cá tươi tế phẩm, nhìn kỹ tất cả đều là cốt nhục của con người làm ra. Chính giữa bàn thờ có một cái bể cá màu lưu ly, bên trong tất cả đều là cá nhỏ màu đỏ như máu. Dưới bàn thờ, hai đứa trẻ quỳ gối, chính là hai đứa con trai của Vu Đại Hà. Lúc này bọn họ đang thành kính quỳ xuống tượng thần sông, hai con huyết ngư đặc thù du đẳng trong đầu bọn họ, tự hồ đan, đồng hóa, hai đứa bé. Hai đứa bé dường như đang bị, dị hóa, trên gò má sinh ra mang cá màu máu, làn da sinh ra vảy cá màu xanh, tay chân cũng có dấu hiệu vây hóa, dường như đang từng chút từng chút, biến thành hai, tiểu hà đồng. Mà lúc này, mặt họa đứng ở trước tế đàn, vuốt cầm, một bên suy tư, một bên khẽ vuốt cầm. Đầu tiên, hắn đoán không sai. Thần sông thi triển thần thông vô lượng huyết hà, nhấn chìm hơn phân nửa thần miếu, nhưng duy chỉ có hai nơi là không bị ngập, một nơi là quảng trường, một nơi là đại điện. Trong quảng trường, tính đồ của Hà Bá là căn cơ của giảng đạo. Cửa đại điện đóng chặt, mình chưa từng vào, không biết bên trong có cái gì. Nhưng Hà Thần chưa từng bao phủ đại điện, tất nhiên là bởi vì trong đại điện này, có thứ quan trọng giống như căn cơ giảng đạo, thậm chí càng quan trọng hơn. Nếu đã khó phân thắng bại, mặt họa liền nghĩ không bằng tìm hiểu ngọn ngành, cho nên làm bộ trốn về phía quảng trường, thực ra thi triển thuật ẩn nấp, vụn trộn vòng vèo, phá cửa đại điện, tiến vào, quê cũ chân chính của hà thần, thấy được tế đàn thật sự. Thần sông căn bản không ngờ rằng, mặt họa lại còn có thể ẩn nấp. Càng không ngờ mặt họa lại to gan như thế, tâm tính gian xảo như thế, nó nhìn mặt họa, tức giận đến cả người phát run. Mặt họa đứng trước tế đàn, hiếp mắt cười một tiếng với hà thần. Hà thần lập tức hiểu được mặt họa muốn làm cái gì, không khỏi sợ đến vỡ mật, kinh hô ngươi dám. Mặt họa tự nhiên không có gì không dám hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng lên vạt lưu ly ngư, mãnh liệt ngã nát trên mặt đất, dẫm chết từng con huyết ngư trong vạt. Sau đó nâng lên một cước, đá đổ bàn thờ, xoay người lại một cước, đạp ngã tượng thần sông, thậm chí còn nhảy đến đỉnh đầu tượng thần sông, bẻ gãy hai cái sừng dê của tượng thần sông. Động tác của mặt họa cực nhanh. Thần sông cách xa, không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt họa làm sằng làm bậy, trong nháy mắt đã đem cả tòa tế đàn dày vào thành một đống hỗn độn lòng hà thần như rỉ máu. Đây là nó nhọc lòng, tốn hao mấy trăm năm mới xây xong tế đàn, nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lửa giận công tâm, tà niệm của thần sông sôi trào, huyết sắc trên áo bào đậm đến biến thành màu đen. Ngay khi tế đàn bị hủy, vạt lưu ly ngư bị đập nát, trong đầu hai đứa con trai của hà thần có huyết ngư tà ma, giống như cá bị mất nước, chỉ qua mấy hơi thở, liền dần dần héo rũ chết. Hai đứa bé cũng ngừng dị hóa mặt họa thầm nghĩ quả nhiên. Trừ ác phải diệt tận gốc, trừ tà phải trị tận gốc. Tế đàn mới là mấu chốt của tất cả. Mà lúc này trong quảng trường, hướng hà thần quỳ lạy ngư tu, trong đầu hắn huyết ngư, cũng từng con một mất nước mà chết. Ánh mắt đám ngư tu dần dần thanh minh. Phản phất từ trong ác mộng tỉnh lại, nhận thức quay lại, bọn họ dần dần khôi phục một ít ý thức, cùng lúc đó, cũng đang từng chút một thoát ly mộng cảnh toàn bộ miếu thần sông dường như cũng đang hơi rung động. Cái, ác mộng tập thể, này do hà thần xây dựng, nhưng do tín ngưỡng ngư tu chống đỡ. Bây giờ tế đàn bị hủy, mộng yểm mất đi căn nguyên, ngư tu một khi thức tỉnh, thoát ly từ trong mộng yểm, tất nhiên sẽ dao động căn cơ toàn bộ mộng yểm. Hai mắt của thần sông đã đỏ rực một mảnh. Nó đã đủ cảnh giác, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sẽ đụng phải một tiểu nghiệt súc nhân tộc không hợp thói thường như thế. Không chỉ có thần niệm mạnh đến mức thái quá, ngay cả tâm trí cũng gian xảo. Mà hắn dương đông kích tây, trực tiếp hủy tế đàn, đã nói lên hắn đối với đạo thần minh, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có khả năng biết được rất nhiều. Tấm kỵ của thần linh chi đạo, chỉ lưu truyền ở giữa các thần linh, phàm nhân biết chính trâu mất sợi lông. Rốt cuộc là tên thần linh tạp nham đáng ngàn đao nào đã nói cho tiểu nghiệt súc đáng chém ngàn đao này biết vậy thân thể thần sông bắt đầu vạn vẹo biến hình đầu cá cũng giống như khối u lúc lớn lúc nhỏ không ngừng bành trướng co rút lại vừa là vì phẫn nộ cũng là vì ác mộng vỡ vụn dao động bản nguyên của nó được giọng nói của thần sông khàn khàn mà vạn vẹo vẻ mặt dữ tợn mà đáng sợ muốn phá hỏng đạo tràng của ta phá hủy căn cơ của ta diệt thần đạo của ta vậy ta liền đem tất cả mọi người súc vật ăn không còn một mảnh lớn mạnh thần niệm sau đó lại đem mươi tiểu quỷ này chậm rãi ra tấn, ăn sống nuốt tươi thần sông hóa thành huyết hà, thoáng cái đã biến mất. Mặt họa trong lòng rùng mình, cảm thấy không ổn, vội vàng hóa thân thành nước, chạy tới quảng trường tiền điện. Đến trước quảng trường, liền thấy giữa quảng trường một mảnh máu tanh. Một con quái vật cá dị dạng, đầu cá to béo, thân thể như yêu, toàn thân đỏ như máu, râu cá to lớn như xúc tu phân tán ra bốn phía, trói buộc từng ngư tu, hút thần thức từ trên người bọn họ từng ngư tu thức tỉnh thần sắc hoảng sợ, giải dụ chạy trối chết khắp nơi. Mặt họa liếc mắt một cái nhìn ra, ngư quái này chính là hà thần biến thành. Thần niệm của hắn lưu chuyển, hiển hóa ngũ hành pháp thuật, kim nhận, thủy tiễn, hỏa cầu, đánh thẳng về phía râu cá màu máu ở bốn phía, chặt đứt hoặc là thiêu hủy từng cái một. Nhưng số lượng râu cá quá nhiều, mặt họa căn bản cắt không hết. Cho dù dùng trận pháp, hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ mà sức mạnh của thần sông cũng đang tăng cường từng chút một, râu cá cũng từng chút to lớn, tà niệm trên người cũng từng bước một bước lên đỉnh cao. Thậm chí, nó còn thúc giục một luồng tà niệm không thuộc về nó. Tà niệm này, mặt họa vô cùng quen thuộc, thậm chí hắn còn từng, ăn. Đại hoang tà thần mặt họa nhíu mày, vẻ mặt hắn vô cùng ngưng trọng, sau đó cắn răng, bắt đầu ngưng thần, tự hồ là muốn ngưng kết một trận pháp cỡ lớn, dùng để đối phó hà thần. Nhưng không đợi hắn hiển hóa xong, mấy sợi râu cá màu máu đột nhiên chui ra từ lòng đất, đâm vào trong bắp chân của hắn, sau đó một mực trói chặt mặt họa, treo lên trước mặt thần sông. Mặt họa vẫn còn dãy dụa, nhưng trên râu cá cuốn lấy tà niệm của đại hoang chi thần, vô cùng kiên cường dẻo dai, trói chặt mặt họa. Mặc cho mặt họa dãy dụa như thế nào, đều không tránh thoát được. Giọng nói của thần sông lạnh lẽo, mang theo châm chọc nhà nhạc không cần dãy dụa ta đã nói rồi thần niệm của ngươi tuy mạnh thế nhưng lại cân đối quá mức, cái gì cũng mạnh thế nhưng cũng chưa hề mạnh tới mức tận cùng. Không giống với kiếm tu năm đó, thần niệm của hắn, mặc dù kém xa ngươi, nhưng thần niệm của hắn hóa kiếm, phong man chí cực cho nên hắn có thể làm ta bị thương nặng, nhưng ngươi không thể, ngươi không phá được thần thể của ta, ở trong ác mộng của ta, căn bản không làm gì được ta. Mặt họa nghe vậy, không dãy dụ nữa, tự hồ từ bỏ chống cự. Sau một lát, thanh âm thanh thúy của hắn lại vang lên. Có một khả năng hay không mặc họa nhìn thần sông gần trong gan tất với mình, bỗng nhiên cười một tiếng, ta cũng biết thần niệm hóa kiếm thì sao, thần sông ngẩn ra, sau đó con ngươi bỗng nhiên trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, một điểm kim mang cực sắc bén đột nhiên hiện ra. Bàn bạc, biến chất, thần niệm đủ để sánh ngang lực lượng thần linh, đều tràn vào tay phải của mặt họa, cũng không ngừng áp súc, ngưng tụ, đúc thành một đạo kiếm hình cực dày, cực kỳ cô động hình kiếm thô ráp giống như kiếm phôi nhưng thần niệm ẩn chứa bên trong lại sắc bén đến cực điểm sát ý lạnh thấu xương giống như một thanh kiếm được ngưng tụ từ thần thông với niệm lực cường đại của thần linh một chút thần tủy dung nhập vào trong kiếm vì thế kiếm khai phong mặt họa tiện tay vung lên hào quang màu và nhạt lóe lên ngưng tụ thành kim tuyến dễ dàng cắt đứt tất cả tà niệm ngư tu cứng cỏi trước mặt trong mắt thần sông tung ra sự sợ hãi to lớn nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt thậm chí còn kinh khủng hơn nguy cơ một kiếm mấy trăm năm trước. Hà thần dãy dụa, lui về phía sau, muốn cách xa mặt họa một chút, muốn cách xa tiểu diêm vương tay cầm kim kiếm này một chút. Nhưng mà đã chậm. Thân hình mặt họa lóe lên, đã đến trước người nó, tay trái ấn lên bờ vai của nó, tay phải nắm thần niệm chi kiếm, đột nhiên đâm một cái. Ánh vàng sắc bén, đánh đâu thắng đó, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của thần sông. Tựa như mấy trăm năm trước, kiếm tu đâm ra một kiếm kia. Nhưng kiếm của kiếm tu lại là màu bạc. Mà kiếm của mặt họa là màu vàng. Thần niệm cường đại, dung hợp thần tủy và nhạc, là kiếm của, thần linh, chân chính. Ngực của thần sông bị kiếm quan màu vàng nhạc phá vỡ. Thần niệm hóa thành kiếm khí, xoắn dết tà niệm màu máu trong lồng ngực hắn thành mảnh nhỏ. Huyết vụ khổng lồ đột nhiên phun ra bốn phía. Tà niệm của thần sông cũng không ngừng tản ra xung quanh, toàn bộ thân thể của nó giống như quả bóng cao su xì hơi, dần dần khô quắt, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ngư tu bị râu cá thần sông hút cũng nhao nhao thoát ly ma trảo. Trong ánh mắt bọn họ, lưu lại vẻ hồi hộp, nhìn về phía hà thần giống như yêu vật ở giữa. Đây là hà thần. Đám ngư tu vừa bừng tỉnh từ trong ác mộng, trong lòng kinh hoàng, thần sắc kinh nghi bất định, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn càng không thể tưởng tượng nổi, một tiểu tu sĩ trên người cuốn quanh hào quang màu vàng nhạt, tay cầm thần kiếm màu vàng kim kéo hà thần tới một cái bàn, sau đó tay trái đè đầu hà thần xuống, tay phải nâng kiếm hạ xuống, vạch ra một vệt kim quang chói mắt, hà thần bị gọn gàng cắt đầu. Một màn rung động này, đánh thẳng vào tâm linh của tất cả ngư tu, khiến trong lòng bọn họ kinh hãi, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hà thần bị mặt họa thần niệm hóa kiếm, gọt rơi đầu cả tòa miếu thần sông không có chủ nhân trong nháy mắt chấn động kịch liệt bắt đầu sụp xuống mộng ỉm cũng bắt đầu gia tốc sụp đổ từng bóng người ngư tu dần dần tiêu tán bọn họ bị cưỡng chế đuổi ra khỏi ác mộng bao gồm hai đứa bé chỗ đại hà cùng với đám người cố an cố toàn cũng đều dần dần từ trong ác mộng thức tỉnh bị thần niệm hóa kiếm chém hà thần đầu một nơi thân một nẻo dần dần hóa thành một bãi máu loãng nồng đậm vũng máu này là do tà niệm cấu thành nhưng cũng không có thần tủy màu vàng nhạt. Mặt họa nhíu nhíu mày, nhưng thời gian có hạn, hắn vẫn hít mạnh một hơi, nút hết tà niệm của hà thần vào bụng. Nhưng trước mắt còn không kịp luyện hóa. Mặt họa xem chừng còn có chút thời gian, liền vòng trở về đại điện, đi tới trước tế đàn. Tế đàn đã bị hủy. Tượng thần sông ngã, bàn thờ lật, vạt lưu ly vỡ nát, tế phẩm tà dị rải đầy đất, hơn nữa theo mộng cảnh sụp đổ, dần dần vạn vẹo, hóa thành từng luồng tà khí. Mặt họa lật hết tế đàn lên, không lật được bất kỳ vật gì có giá trị. Thần tủy không có. Có thể, ăn, cũng không có. Tà khí nhà nhạc còn sót lại kia, ngay cả nhét kẻ răng cho hắn cũng không đủ, mặt họa căn bản chứa mắt. Tế đàn này, sao lại nghèo như vậy? Mặt họa thở dài, quay người muốn đi, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trong tượng thần có một con cá nhỏ nhuộm màu máu bơi ra. Cá lọt lưới lúc này mặt họa liền muốn đưa tay bóp chết con cá nhỏ này. Sống chết trước mắt, tiểu ngư liều mạng vung vẩy thân thể, hất toàn bộ huyết thủy dơ bẩn trên người ra ngoài, lộ ra thân thể màu trắng bạc. Tiểu ngân ngư, mặt họa ngẩn ra, thần sắc hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng thấy trên thân ngân ngư nho nhỏ này, không có huyết dị chi khí, cũng không có tà thần ô nhiễm, trong lòng liền có thiện niệm, tha cho nó một mạng. Cá bạc nhỏ rung lẫy bẫy, liên tục cực đầu với mặt họa, giống như khấu đầu, sau đó liền về một cái hóa thành một đạo ngân quang bơi đi không biết bơi tới nơi nào tiểu ngân ngư bơi đi mặt họa cũng không thèm để ý thừa dịp ác mộng chưa tan vỡ hà thần điện chưa sụp đổ tiếp tục tìm kiếm tế đàn một bình một bình một ngọn đèn một cái cũng chưa từng buông tha nhưng tìm nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì mặt họa suy nghĩ một lát tâm niệm vừa động liền tự mình ngồi lên hắn cảm giác được có một tia cảm giác huyền diệu trong tối tăm phản phất câu thông cái gì nhưng cũng chỉ thế mà thôi không biết có phải bởi vì tế đàn bị mình phá hủy hay không bàn thờ cũng bị lật ngược cho nên cho dù mình tự mình ngồi lên cũng không có cảm giác quá lớn không giống tế đàn lúc trước của bích sơn ma quật mình vừa ngồi lên liền có yêu ma vây quanh thần quẩn lâm thân vô cùng huyền diệu hội tụ vào bản thân cảm giác thần thức thư thái mặt họa nhìn tế đàn hỗn độn bất đắc dĩ thở dài hình như dừng ở đây đã đến giờ, hà thần điện cũng bắt đầu sụp xuống. Mộng nghiễm bắt đầu vạn vẹo. Mặt họa cũng cảm nhận được một lực bài xích cường đại, nếu không rời đi, thần thức sẽ bị chôn vùi theo mộng cảnh. Mặt họa không kháng cự nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại là một trận thiên địa treo ngược, thần niệm biến hóa. Lúc mặt họa mở mắt ra, phát hiện cố an cùng cố toàn mấy người đang vẽ mặt lo lắng nhìn mình. Thấy mặt họa tỉnh, mọi người lúc này mới như trút được gánh nặng. Tiểu mặt công tử, ngươi không sao chứ? Cố An hỏi. Ừm. Mặt họa đánh giá bốn phía, thấy tu sĩ cố gia không thiếu một ai, đều râu tóc đều đã cục ở sông lớn cũng đã tỉnh, xem ra không có gì đáng ngại, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Làm việc phải có khởi đầu có cuối. Nếu đã dẫn bọn họ tới, cũng phải mang bọn họ bình an về. Nhưng đại hà vẫn như củ lòng như lửa đốt hắn ôm chặt hai đứa con trai vào trong ngực, trên mặt có mờ mịt, cũng có lo lắng. Hắn không phân rõ tình huống, căn bản không biết hai đứa con trai này của mình rốt cuộc còn sống hay đã chết. Mặt họa nhìn hai đứa nhỏ một cái, khẽ vuốt cầm, nói đã không có việc gì, thần hồn trở về, mặt họa vừa dứt lời, hai đứa bé liền nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Vu đại hà vui vẻ. Nhưng hai đứa trẻ vẫn không tỉnh lại, chỉ nhíu mày, muốn mở mắt nhưng không mở ra được, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Vua đại hà lại hoảng hốt, vội và nhìn về phía mặt họa. Mặc họa nói, thần thức còn chưa thích ứng, trở về nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng một chút, qua một thời gian nữa là ổn. Vua đại hà lúc này mới hoàn toàn yên lòng, sau đó vô cùng vui mừng, hai mắt phím hồng, không ngừng nói đa tạ, đa tạ tiểu mặt công tử mặt họa cũng yên tâm. Cố A nhìn chung quanh, thấp giọng nói, tiểu công tử, nơi đây không nên ở lâu, hay là chúng ta về trước đi, Mặc họa suy nghĩ một chút lắc đầu nói, không vội, ta còn có chút việc đầu của thần sông đều bị chính mình cắt mất. Miếu thần sông này, mặc dù vẫn âm trầm như cũ, nhưng đã không có gì đáng sợ. So sánh với nó, còn có một số việc phải giải quyết hậu quả. Tiểu An Ca, Tiểu Toàn Ca, các ngươi thay ta hộ pháp mặc họa nói, sau đó móc ra một mảnh vải đen dán mấy trận văn, lại lấy ra một cây gậy, trên cây gậy cuốn vải bông thật dày. Đợi lát nữa ta sẽ ngồi xuống, nếu thần sắc dị thường, ánh mắt trở nên tà ác, các ngươi hãy dùng miếng vải đen này, phong trên trán của ta. Nếu như ta nổi điên, các ngươi liền dùng cây côn này đánh ngất ta, mặt họa sợ mình bị đánh đau, cho nên mới cuốn vải bông thật dày trên cây gậy. Sau đó mặt họa cắn răng, đưa gậy cho cố toàn, nhưng còn không quên dạng dò xuống tay nhớ rõ nhẹ một chút mình không phải thể tu, da miệng thịt mềm, nhưng không thể chịu được. Cố toàn tiếp nhận gậy, cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc hoang mang, thấp giọng hỏi, tiểu công tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì mặc họa khoác tay áo chuyện của trận sư nói ra các ngươi cũng không hiểu chỉ cần nhớ rõ lời ta vừa nói là được cố toàn gật gật đầu những người khác cũng thức thời không có hỏi nhiều mà là thần sắc đề phòng hộ pháp cho mặc họa chuẩn bị chu toàn mặc họa liền ngồi xuống tại chỗ thần thức chìm vào thức hải trong thức hải mặc họa thần niệm hóa thân mở hai mắt ra trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt hắn chuẩn bị luyện hóa tà niệm của thần sông trước. Bề ngoài thần sông chết rồi, biến thành một bãi máu tà niệm, bị mặt họa nuốt vào trong bụng. Nhưng đạo thần minh, cao thâm khó dò. Mặt họa cũng không xác định, thần sông này có phải thật sự đã chết hay không, liền muốn luyện hóa tà niệm của hắn trước, ăn, sạch sẽ để ngăn chặn hoàn toàn hậu hoạn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tà niệm của thần sông khổng lồ bị mặt họa nuốt vào trong bụng. Lại theo mộng cảnh hoàng thần, tiến vào thức hải của mặt họa. Mặt họa trực tiếp dùng thần niệm cấu thành ly hỏa trận, bắt đầu đem những tà niệm này, từng chút từng chút đốt cháy. Thần niệm của thần sông rất mạnh, nhưng một bộ phận lớn trong thần niệm, tất cả đều là tà niệm tanh hôi. Mặt họa muốn triệt để luyện hóa tà niệm, vứt bỏ tà ma loại bỏ đi ô uế tồn chân, giữ lại thần niệm tinh khiết, mới có thể chân chính thông phệ, đồng thời triệt để tiêu hóa. Tà niệm đỏ tươi bị trận pháp đỏ rực thiêu đốt, hóa thành một đám khói trắng, bị mặt họa hút vào trong bụng khói trắng này kỳ thật cũng không tính sạch sẽ trong đó vẫn lưu lại không ít tà niệm bản năng sau khi thôn phệ không ngừng ăn mòn ý chí của mặt họa mặt họa cũng vừa vặn dựa theo lệ cũ lại lấy những tà niệm này ma luyện đạo tâm của mình trong dòng nước tà ác cuồn cuộn giữ vững bản tâm trong ô nhiễm tà ma tiềm ẩn bảo vệ nhân tính thể xác tinh thần trong sáng như gương loại đạo tâm này cực kỳ khảo nghiệm định lực, nhưng cũng may mặc họa đã thành thói quen, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Vạn tà thầm nhũ, không để lại chút dấu vết nào. Cứ như vậy, hắn vừa đốt hóa tà ma, vừa hút thần niệm, vừa ma luyện đạo tâm. Đạo tâm của hắn, đang từng chút một kiên định. Thần thức của hắn cũng đang lớn mạnh thêm một phần. Đường đường là hà thần nhị phẩm, thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đã sa đọa phần lớn đều là tà niệm, nhưng sau khi luyện hóa chiết xuất, thần niệm tinh thuần lưu lại vẫn vô cùng khả quan. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tà niệm của huyết hà dần dần bị đốt khô, từng sợi thần niệm hơi khói, cũng từng sợi bị cắn nuốt. Mọi loại tà dục dâng lên trong lòng, cũng bị mặc họa lấy đạo tâm kiên định chế trụ. Cả một con nhị phẩm hà thần đầu cá cứ như vậy bị mặc họa, ăn, sạch sẽ. Mặc họa ăn có chút no, mà có cả một con hà thần bổ dưỡng, thần thức của hắn lại tiến thêm một bước dài về phía trước. Cảnh giới thần thức của 17 văn, lúc trước cách lạch trời, xa như chân trời, hiện tại phản phất đã gần ngay trước mắt. Chỉ là cho dù, ăn, nhiều như vậy, giữa 16 văn đến 17 văn, vẫn cách một tầng bích chướng, cuối cùng không thể bước qua. Mặt họa thở dài, trong lòng bất đắc dĩ. Thần thức từ 16 văn đến 17 văn, từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, có vẻ chỉ cách nhau một văn, nhưng văn này, thật sự giống như vách núi treo leo. Nếu không dựa vào cảnh giới tăng lên, kéo theo thần thức tăng trưởng, mà chỉ đơn thuần dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Đi tôi luyện từng chút thần thức, đi cắn nuốt hết tai họa này đến tai họa khác, giống như nước chảy đá mòn, từng chút một tăng cường thần thức, dùng cái này để phá vỡ bình cảnh, thật sự là khó như lên trời. Cũng may hiện tại chỉ thiếu một chút nữa. Nhưng mặt họa nghĩ lại, nhìn qua có thể là, một chút, nhưng ai cũng không biết trong điểm này, rốt cuộc lại ẩn giấu bao nhiêu ngưỡng cửa. Từ từ sẽ đến A, à, hẳn là nhanh mặt họa thở dài, kiềm chế tâm tình lo lắng, dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại hắn ăn no, hơn nữa còn có chút chống đỡ, liền muốn trước tiên tiêu thực, củng cố củng cố, lại rời khỏi thức hải. Trong thức hải, mặt họa tập trung tinh thần, nhắm mắt minh tưởng, quan tưởng bản thân. Đã tiêu hóa thần niệm, cũng đang củng cố đạo tâm triệt để. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu khi mặt họa nhắm mắt hoàn toàn không biết gì cả phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn bóng ma mảnh bóng mờ này trong bóng tối đen kịt mang theo huyết hồng khí tức đáng sợ nhưng lại vô thanh vô tức mặt họa đã tọa minh tưởng không hề phòng bị bóng ma từ sau lưng mặt họa nho nhỏ khuếch tán dần dần biến lớn hiển hóa thành một mảng bóng ma yêu tà to lớn bóng ma giống như đầm lầy tội ác nước đen tràn ngập từ trong đó chậm rãi hiện ra một ma vật sừng dê to lớn, xấu xí. Ma vật chậm rãi mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng về phía mặt họa trước mặt, lặng yên không một tiếng động mà nuốt vào. Miệng lớn dữ tợn, hoàn toàn bao lại mặt họa nho nhỏ. Ngay tại trong nháy mắt nó muốn thôn phệ mặt họa, trước mặt bỗng nhiên lóe lên bóng người, thân ảnh mặt họa đã không thấy. Quái vật sửng sốt một lát, hai con mắt to xấu xí tập trung nhìn lên trên, liền thấy đỉnh đầu mình, chẳng biết lúc nào đứng một đứa bé đứa nhỏ nằm sấp trên đỉnh đầu nó, đầu treo ngược, nhìn chằm chằm đôi mắt to của nó, có chút quán giận nói sao giờ ngươi mới ra ngoài. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Con ngươi quái vật kịch biến, mãnh liệt vung vẫy đầu, muốn đem mặt họa thoát khỏi. Một tay mặt họa nắm chặt sừng dê của ma vật, tựa như kẹo dính trên da, dính chặt trên đầu của nó. Cùng lúc đó, tay phải mặt họa nắm chặt vào hư không. Phong mang vô tận kim sắc, hội tụ trong tay hắn, ngưng tụ thành một thanh thần niệm kiếm màu và nhạc cổ xưa nhưng dọa người con người quái vật gần như lồi ra càng giải dụ mãnh liệt hơn nhưng thân thể nó khổng lồ căn bản không thoát khỏi được mặt họa mặt họa cũng không dài dòng gọn gàng dứt khoát bàn tay nhỏ đâm một cái hào quang màu và nhạc ngưng tụ thành một đường kim tuyến trực tiếp đâm vào mi tâm quái vật trên kim kiếm nho nhỏ mấy đạo kim quang tràn ra trực tiếp xuyên thủng đầu lâu quái vật thần niệm hóa kiếm vô cùng sắc bén. Quái vật dãy dụa, thống khổ gào thét, hai móng vuốt hướng về phía mặt họa mà chém giết. Mặt họa nhảy nhót trên đỉnh đầu nó, thân thể nhẹ nhàng tự nhiên như nước, né tránh toàn bộ những sát chiêu này, sau đó trở tay đâm một kiếm vào đỉnh đầu nó. Ánh vàng sắc bén trút xuống, ánh kiếm lan tỏa đánh đâu thắng đó, xoắn giết lấy huyết nhục mà tà niệm của quái vật này hóa thành. Quái vật hoảng sợ rống giận, thương thế tăng thêm, động tác cũng càng ngày càng chậm nhân lúc nó bệnh, đòi mạng nó, mặt họa lại, Ken, đâm liên tục mấy kiếm, thần niệm hóa thành kiếm khí bốn phía, cắt ngang sẻ, cắt một tà niệm quái vật to con chia năm sẻ bảy, cuối cùng hóa thành một bãi nước đen, co quắp trên mặt đất, không còn khí tức. Trong thức hải, tạm thời bình tĩnh trở lại. Mặt họa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, dùng tiểu kiếm màu vàng chỉ vào nước đen trên mặt đất, đi ra đi, ta biết ngươi không chết. Hắc thủy rung lên, sau đó từ trong đó chậm rãi hiện ra một bóng đen cả bóng đen do nước đen dơ bẩn ngưng tụ thành, huyển hóa thành một con thủy yêu đen kịch, nhìn có chút tương tự với thần sông, cũng là đầu cá thân người. Nhưng trên đầu có sừng, trên đầu cá răng miệng nhô ra ngoài, răng nanh xoay tròn, giống như là miệng của một con dê, mặt họa nhíu mày, sau đó giật mình. Đây dường như chính là thần hài của đại hoang tà thần. Nhưng bộ thần cốt này lại có chút không giống, dường như ký sinh trên người thần sông, dần dần đồng hóa với thần sông, cho nên càng tiếp cận với, một tà thần, hắc thủy hà thần lạnh lùng nhìn mặt họa, ánh mắt cảnh giác. Giọng nói của nó, giống như thần sông, mang theo một chút dị thanh của thủy yêu, nhưng lại dày nặng hơn, cũng âm trầm hơn. Tiểu quỷ, ngươi phát hiện ta khi nào, mặt họa trong lòng hừ nhẹ. Lần này tới làng chài, ta vốn là nhầm vào ngươi. Mà lúc thôi diễn nhân quả, nhìn thấy ngươi núp trong bóng tối, ám toán kiếm tu tiền bối thái hư môn ta, làm sao còn không biết chút chuyện xấu này của ngươi đương nhiên loại lời nói thật này mặt họa sẽ không nói mặt họa chỉ nói ngươi giấu thật tốt ta cũng vừa mới phát hiện sắc mặt thần sông hắc thủy khó coi nó dám chắc chắn tiểu quỷ này khẳng định là đang nói dối mấu chốt là tiểu quỷ này nói dối không có một chút xíu do dự thật là nói ra liền tới nhưng bây giờ tình thế bất lợi kiến thức thần niệm hóa kiếm chi uy trong lòng biết không thể địch lại hắc thủy hà thần liền nói là ta liều lĩnh tiểu đạo hữu có thể dừng tay hay không, mặt họa hừ lạnh, không nói gì. Thần sông hắc thủy nói, ngươi muốn thế nào, mặt họa vẻ mặt không vui, ngươi vụng trộn chui vào thức hải của ta, rụt rè muốn ám toán ta, còn hỏi ta muốn như thế nào, ngươi không cảm thấy, ngươi làm như vậy, rất không lễ phép sao, có phải nên nói lời xin lỗi, bồi lễ, bày tỏ thành ý hay không, hắc thủy hà thần cảm thấy mặt họa rất ngây thơ. Nhưng nó đã từng thấy mặt họa ấn đầu của thần sông, một kiếm tước đầu của hà thần, biết tiểu quỷ này lòng dạ độc ác, tuyệt đối không thể ngây thơ thật sự. Khi ngươi cảm thấy hắn ngây thơ, ngây thơ thật ra là chính ngươi. Hắc thủy thần tử nhíu lông mày dữ tợn, liền hỏi, ngươi muốn ta biểu thị thành ý như thế nào, ta tuổi còn nhỏ, cũng không tham lam. Mặt họa cười nói, ngươi chia ta chút đồ tốt là được. Ánh mắt hắc thủy hà thần hơi trầm xuống, có chút không hiểu, thứ gì, tất nhiên là mặt họa mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia kiếm quan sắc bén thần tủy của ngươi, hai chữ, thần tủy, vừa thốt ra, thần sắc của hắc thủy hà lập tức đại biến. Lúc này nó trăm phần trăm xác định, tiểu quỷ này, hắn thật cái gì cũng biết. Căn nguyên thần cấp, thần tủy của đại đạo. Đây là hạch tâm cấm kỵ của thần minh. Nhưng tiểu quỷ này, hắn vậy mà thốt ra, muốn đòi lấy thần tủy, chắc chắn là trong số các thần minh có một tên phản đồ, nói hết mọi bí mật trước mắt cho tiểu tử này, thần sông hắc thủy kinh hải, Chợt phát hiện tình huống xung quanh không đúng, Định thần nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trận văn trên mặt đất hiển hiện, kết thành trận pháp. Thân thể của nó đã bị trận pháp thổ lao khóa lại. Không tốt, tà niệm của thần sông Hắc Thủy cuồn cuộn, lập tức tránh thoát trận pháp thổ lao. Chỉ trong chốc lát này, thân hình mặt họa sớm đã lóe lên, đến gần thân của nó, thần niệm trong tay đúc thành kim sắc tiểu kiếm, múa ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, lại trực tiếp phân thay thần sông hắc thủy. Sau khi thần sông hắc thủy bị phân thay, lại hóa thành một bãi nước đen. Mặt họa lại nhíu nhíu mày. Mặc dù đạo tà niệm này bị thần niệm hóa kiếm, chém đến chia năm xẻ bảy, rõ ràng hơi yếu một chút, nhưng vẫn không tiêu vong. Quả nhiên một lát sau, thần sông hắc thủy lại xuất hiện. Mặt họa nghi hoặc nói, tại sao ngươi không chết, khuôn mặt của thần sông hắc thủy biến ảo, trong lòng sinh ra kiên kỵ mãnh liệt. Hắn không ngờ thần niệm hóa kiếm lại lợi hại như thế. Hơn nữa chiêu thức kiếm này ở trong tay tiểu quỷ thần niệm cực mạnh, cũng cực kỳ thâm hậu này bổ sung cho thần niệm của hắn cân đối, nhưng sát phạt không đủ cực hạn thì sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Tiểu quỷ này thần niệm quá mạnh mẽ, đã có dấu hiệu đạo hóa, thậm chí đủ để so sánh cùng thần minh. Mấy trăm năm trước kiếm tu kia, sát phạt tuy mạnh, nhưng thần niệm là yếu đuối, cho nên còn dễ đối phó. Mà tiểu quỷ này bản thân thần niệm đã mạnh không nói đến có thể đánh lén hắn từ trong bóng tối hay không cho dù đánh lén cũng chưa chắc có thể làm hắn bị thương nặng mà hắn chỉ cần trở tay tế ra thần niệm hóa kiếm cho dù mình là hóa thân tà thần cũng không phải là đối thủ của hắn trừ phi ở cảnh giới cao hơn lấy thần hài tầng thứ cao hơn ấp nở ra tà thần hóa thân cường đại hơn dựa vào ưu thế của thần phẩm và thần dai lấy thủ đoạn lôi đình cưỡng ép gạt bỏ nó nếu không chỉ dựa vào hóa thân tà thần nhị phẩm, căn bản không làm gì được hắn vừa nghĩ đến đây, chính Hắc Thủy Hà thần cũng giật mình. Chỉ dựa vào hóa thân tà thần nhị phẩm từ khi nào, hóa thân đường đường là tà thần, ý đồ xóa bỏ thần niệm của một tu sĩ nhân tộc, lại không có sức mạnh như thế, cẩn thận chặt chẽ như thế, phải dùng đến hai chữ chỉ dựa vào, thần sông Hắc Thủy vừa giận vừa sợ. Trước mắt xem ra, kẻ này bất quá sống tầm 10 năm, thần niệm đã mạnh như thế nếu để cho hắn sống thêm mấy chục, thậm chí trên trăm năm, thần niệm tiến thêm một bước đạo hóa, vậy còn đến đâu? Trong đôi mắt dữ tợn của thần sông hắc thủy hiện lên một tia âm độc. Đang hỏi ngươi đấy. Mặt họa nói, sao ngươi không chết? Ánh mắt thần sông hắc thủy âm trầm, cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không đáp lại. Không thể đáp lời hắn, người này biết không ít chuyện thần minh, hơn nữa tâm tư giảo hoạt. Không thể lộ ra gió nữa, để cho tiểu quỷ này nghe ra thần đạo bí ẩn gì. Không nói lời nào mặt họa nhíu mày. Hắn lại quan sát thần sông hắc thủy một hồi, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, linh quan hơi vững. Không nói lời nào, cho là mình liền đoán không ra sao, vị hắc thủy hà thần này hẳn là hóa thân chân chính của đại hoang tà thần, chỉ có cảnh giới nhị phẩm, có lẽ còn không giống với thần hài. Mặt họa suy đoán, hóa thân tà thần do, thần hài, ấp trứng mà đến. Chuyện xảy ra trong làng chài nhỏ, chính là như thế. Một bộ thần cốt nào đó của tà thần Đại Hoang thông qua thủ đoạn tà đạo, ô nhiễm và ký sinh trong cơ thể của thần sông vốn dĩ làng chài, dùng thân thể thần linh của thần sông làm giường ấm ấp nở, tà thần hóa thân. Bản thân hóa thân tà thần ẩn chứa ý chí bản nguyên của tà thần. Tà niệm của Đại Hoang tà thần ngập trời, thực lực của bản thân tất nhiên vô cùng khủng bố. Bản nguyên ý chí của nó, tự nhiên cũng rất khó xóa đi mặc dù mình có thể sử dụng thần niệm hóa kiếm chém hắn chia năm sẽ bảy nhưng cũng không cách nào triệt để diệt sát đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắc thủy hà thần tuy không phải là đối thủ của mình nhưng lại không hề sợ hãi có thể chém lại không thể diệt mà chỉ cần không diệt được nó nó sẽ cắm rễ ở trong thức hải của mình không ngừng ô nhiễm lan tràn chỉ có ngàn ngày làm trộm không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm mặc cho đạo tâm của mình kiên định đến đâu nhưng nơi không ngừng nghĩ như vậy, bị tà niệm ô nhiễm, sớm muộn gì cũng có một ngày đạo tâm thất thủ, bị tà thần nô dịch, biến thành con rối của tà dục. Đây cũng có thể là dự định của hóa thân tà thần này. Nó không cần thắng chính mình, chỉ cần có cơ hội tiến vào thức hải của mình, chỉ vào ý chí tà thần không thể xóa nhòa, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đồng hóa chính mình. Đây là dương mưu. Cũng là thủ đoạn nhìn như tầm thường của tà thần, nhưng lại đáng sợ nhất gần như, vô giải. Mà mình không diệt được ý chí tà thần, có hai khả năng, một là tà thần đến cấp bậc đại hoang chi chủ này, thần niệm đã bất tử bất diệt, mình không thể xóa bỏ. Một khả năng khác, chính là thần thức của mình còn chưa đủ biến chất, thần dai, tương đối thấp, cho nên không xóa đi được ý chí tà thần tầng thứ cao hơn. Hoặc là đạo hạnh thần thức của mình hóa kiếm còn rất nông, sát phạt không đủ mạnh, cho nên không thể chân chính chém chết hóa thân tà thần. Mặt họa cảm thấy cái này cũng rất có thể. Dù sao chiêu, hóa kiếm thức, thần niệm hóa kiếm này, là mình chiếu hồ lô vẽ gáo, nửa đường, trộm, học được, cũng không phải là truyền thừa chính thống, hơn nữa cũng chỉ là kiếm thức nhập môn thần niệm hóa kiếm, chiêu thức còn rất thô thiển, dết, không được tà thần hóa thân, cũng là chuyện có thể hiểu được. Thần niệm hóa kiếm thức ánh mắt mặt họa lóe lên, mơ hồ còn nhớ rõ, thời điểm mình thôi diễn kiếm nhân quả, từ trong miệng vị kiếm tu tiền bối năm đó kia, Nghe nói đến một ít kiếm chiêu tên, kinh thần thức, phá thần thức, trảm thần thức, diệt thần thức, những thứ này chẳng lẽ chính là trong Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, kiếm đạo pháp môn cao thâm hơn, trong lòng Mặc Họa rung động, mắt lộ ra ước mơ. Chỉ là đáng tiếc là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong tông môn giống như đã cắt đứt truyền thừa thần niệm hóa kiếm, những thần niệm kiếm thức cao thâm hơn này, không biết học từ đâu cũng không biết mình học được trảm thần thức, diệt thần thức loại thần niệm kiếm chiêu cường đại này, có thể không ý lại vào ngoại vật hay không? chỉ bằng vào lực lượng bản thân, liền diệt sát tà thần hóa thân, mặt họa nhìn hắc thủy hà thần, ánh mắt hơi sáng lên, trong lòng yên lặng tính toán. hắc thủy hà thần bị mặt họa nhìn chầm chầm, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run Ngươi không nói thì thôi. Mặt họa lại quan sát hắc thủy hà thần một chút, có chút nhàm chán nói. Ta còn phải tranh thủ thời gian, chỉ có thể giết chết ngươi trước, thần sông hắc thủy ngẩn ra, sau đó nhịn không được mà nở nụ cười. Thằng nhóc vô tri, xuất khẩu cuồng ngôn, giết chết ta, bằng tuyệt chiêu thần niệm của ngươi hóa kiếm, cũng chỉ có thể thắng ta, lại không giết được ta. Ngươi còn có thể làm gì được ta, bản thân là hóa thân của tà thần, tuân theo ý chí của chủ nhân đại hoang. Hắc thủy hà thần căn bản không tưởng tượng nổi, một tu sĩ trúc cơ tầm 10 tuổi, đến tột cùng còn có thể có thủ đoạn gì, hoàn toàn xóa bỏ chính mình. huống chi, ngươi căn bản không biết, bản tôn của ta là vô thượng kinh khủng bực nào ta biết, mặt họa biểu môi, đại hoang tà thần thôi thần sông hắc thủy sững sờ, đôi mắt đột nhiên mở to, ngươi, biết, sao ngươi biết được, ngươi là một tu sĩ nhân loại mười mấy tuổi, làm sao biết, làm sao có thể biết, ẩn nấp trong bóng tối, mượn tà niệm ngập trời, che lấp thiên cơ đại hoang chúa tể, mặt họa cũng không muốn dông dài với hắn. Hắn lại đói bụng. Tà niệm của thần sông, khiến hắn ăn no rồi. Nhưng bây giờ, hắn muốn ăn thêm một chút. Tay mặt họa cầm kim quang, mắt lộ ra hung quang trong lòng thần sông hát thủy chấn động, lúc này ý thức được tình huống, tự hồ có chút không ổn. Có thể đẩy ra thiên cơ sương mù, nhìn thấu nhân quả, biết được tôn danh của chủ nhân đại hoang, liền ý nghĩa, tiểu tu sĩ này mặc dù tu vi thấp, nhưng đã đứng ở trên bàn cờ, có tư cách chơi cờ, mà không phải đơn thuần là ngơ ngơ ngát ngát, bị người đùa dẫn thành quân cờ, quân cờ có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là quân cờ. Cờ thủ có yếu, vẫn là cờ thủ. Người có tư cách nhúng tay vào ván cờ này, dù là nhìn lại tầm thường, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, thần sông hắc thủy vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hoảng sợ, trong nháy mắt hóa thành bóng ma, muốn trốn vào hắc thủy. Nhưng độn đến một nửa, bỗng nhiên phát hiện, chính mình không động được. Mấy đạo trận văn màu và nhạt, lưu chuyển khí tức thần đạo phong cách cổ xưa cuồn cuộn, in dấu lên trên người của nó, phong tỏa nó lại. Trận pháp thần đạo Thần sắc hắc thủy hà thần khiếp sợ, nhìn về phía mặt họa, hít vào một mụn khí lạnh, ngươi làm sao có thể còn biết trận pháp thần đạo mặt họa cười nói từ trong đạo tràng của ngươi học được khuôn mặt của thần sông hắc thủy vạn vẹo mấy đạo trận văn thần đạo này tiêu chuẩn còn rất thô thiển thuần túy là bởi vì thần niệm mặt họa hiển hóa ra trận văn đủ cường đại mới có thể hạn chế hắc thủy hà thần trong thời gian ngắn ngủi mặt họa nắm chặt sừng của thần sông hắc thủy kéo nó tới giữa thức hải sự bất an trong lòng hắc thủy hà thần càng ngày càng mạnh nó bắt đầu dụ dỗ tiểu đạo hữu thần niệm của ngươi mạnh là người duy nhất ta gặp trong đời thật sự là nhân tài không được trọng dụng chi bằng cùng ta bước lên đại đạo thần minh chí cao nếu ngươi không muốn bỏ qua thân thể cũng không sao cả làm thần linh tóm lại không thú vị chút nào giữ lại thân thể tận tình thanh sắc có ngàn vạn thú vui hưởng lạc ngươi muốn cái gì công pháp đạo pháp thanh danh quyền thế sắc đẹp ta đều có thể cho ngươi mặt họa thờ ơ thần sông hắc thủy thấy lợi dụ dỗ không thành thần sắc nghiêm nghị cưỡng ép nói chủ nhân đại hoang thần minh vô lượng ba ngàn núi lớn vạn chúng yêu ma nếu ngươi không biết trời cao đất rộng làm hỏng đại kế của bản tôn nhất định sẽ rơi xuống luyện ngục chết vạn lần cũng khó chuột nói xong chưa mặt họa nói thần sông hắc thủy nheo mắt mặt họa lặng lẽ nói ta cho ngươi xem thứ tốt lời còn chưa dứt ngay chính giữa thức hải đạo bia cổ sư huyền diệu hiện lên khí tức đại đạo chìm nổi. Thần sông hắc thủy trợn tròn hai mắt, đây là mặt họa trực tiếp động thủ, bàn tay nhỏ bé như kiềm sắt, ấn đầu của hà thần hắc thủy lên đạo bia. Thần sông hắc thủy bất ngờ không đề phòng, liền nhìn thấy một tia cấm kỵ, màu đỏ niệm quyết kia. Kiếp lôi, trong nháy mắt đó, pháp tắc gia thân, sinh tử đã định, không thể nghịch chuyển. Trong đôi mắt của thần sông hắc thủy, sự kinh hãi chưa tan, đã bị kiếp lôi trực tiếp xóa bỏ, tính cả ý chí của chủ nhân đại hoang tà thần, cùng tỉnh mịch. Hắc thủy đốt khô, tà khí phai mờ. Hắc thủy tà thần bị, dịch độc, thần diệt đạo tiêu, chỉ để lại lượng lớn thần tủy màu vàng kim nhạt. Mà bên trong những thần tủy màu vàng nhạt này lại có vài ti dị thường thuần túy, tiếp cận thuần kim chi sắc, đại đạo pháp tắc nội liễm, lưu chuyển hào quang ống ánh mà chói mắt. Tia sáng này chiếu sáng con mắt của mặt họa. Hai mắt mặt họa tỏa sáng, thần sắc đại hỷ thuần kim thần tủy, mấy sợi thần tủy thuần kim này, chất như lưu kim, ống ánh lóa mắt, bên trong ẩn chứa huyền diệu, tựa hồ có đại đạo pháp tắc lưu chuyển ở trong đó. Theo Hoàng Sơn Quân nói, thuần kim thần tủy là so với đạm kim thần tủy cao hơn một giai. Là thứ tốt thật sự, mặt họa cười tủm tỉm, sau đó không do dự nữa, há miệng nuốt vào, hút tất cả thần tủy và nhạt, cùng với chút ít thần tủy vàng rồng vào trong miệng. Những thần tủy này đều bị kiếp lôi tiêu trừ, hết thảy ý chí bên trong đều bị xóa đi sạch sẽ mặt họa ăn rất yên tâm thần tủy vừa vào miệng liền hóa thành từng sợi tơ vàng tựa như tơ máu từng sợi từng sợi rót vào trong thần niệm hóa thân của mặt họa một cổ khí tức pháp tắc cổ sư huyền diệu bao phủ quanh thân mặt họa thân thể thần niệm của mặt họa dần dần dung hợp với thần tủy màu vàng thần niệm hóa thân của hắn dần dần thông thấu trên da trong huyết nhục đều hiện ra đường vân màu vàng nhạt. Mà đôi mắt của hắn, cũng lộ ra kim quang mãnh liệt hơn. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt mặt họa trở nên lạnh lùng. Khuôn mặt thanh tú đáng yêu, trở nên uy nghiêm. Một cổ khí thế không giống với phàm tục, áp đảo chúng sinh thiên địa, cao cao tại thượng, lan tràn ra từ trong thần niệm. Thần tính bắt đầu cắn nuốt nhân tính. Biểu cảm trên mặt mặt họa càng ngày càng ít, tình cảm trong trí nhớ cũng càng ngày càng mờ nhạt không tốt mặt họa trong lòng yên lặng nói. Hắn vội và nhớ lại cảm ngộ thần đạo mà lúc trước mình lĩnh hội từ trong ngộ đạo. Không cần coi thần là, thần, nhân tính là đạo, thần tính cũng là đạo. Tu sĩ tu tiên, cầu chính là đại đạo. Người cũng được, thần cũng được, thậm chí vạn vật vạn linh vạn pháp trong thiên địa, bản thân đều là một phần của, đại đạo, tuân theo đều là pháp tắc của đại đạo. Đã như vậy, không cần sợ hãi, thần tính, cũng không cần xem trọng, thần tính. Tuân theo nhân tính, rèn luyện thần tính. Thần nhân nhất thể, phù hợp với đại đạo, dung nhập đạo tâm. Đây mới là con đường mình phải đi, mới là thiên địa đại đạo mà mình tu được thần thức vô thượng, chứng cầu, trong thức hải, thanh việt của thanh vang lên, đạo bi rung động cộng minh. Mặt họa thông suốt sáng sủa, tâm niệm sáng sủa. Kim quang lạnh lùng mà chói mắt trong đôi mắt cũng dần dần thu liễm, dần dần trở nên ôn hòa, mang theo vẻ thương xót quan sát muôn dân đại thiên thần đạo phong mang nội hàm đều ẩn sâu trong đáy mắt thần tủy màu vàng cũng dần bị phân hóa bị hấp thu hóa thành huyết ti thần tính rất nhỏ dọc theo một loại tối nghĩa quỷ tích giống như trận văn bí ẩn từ trong thân thể thần niệm của mặt họa lưu chuyển bệnh cuối cùng hoàn toàn dung hợp thần tủy cùng thần niệm nhất thể thần tính và nhân tính hợp nhất trong tối tâm mặt họa cảm thấy mình lý giải đạo, lại khắc sâu thêm một phần, đạo tâm cũng, lột xác, một chút. Mà cùng lúc đó, trong đầu mặt họa, gần như theo bản năng hiện ra một từ, thần niệm đạo hóa, thần niệm, đạo hóa. Mặt họa trong lòng hơi kinh, sau đó nhíu mày. Hắn cơ hồ có thể xác định, chính mình trước đó chưa bao giờ nghe bất luận kẻ nào, bất kỳ tà ma, thậm chí bất kỳ thần minh nào chủ yếu là Hoàng Sơn Quân đề cập tới bốn chữ này. Bốn chữ này, phản phất như là khắc vào bên trong, thần tủy theo lĩnh ngộ đối với đại đạo tự nhiên liền hiện lên ở trong ốc. thần niệm đạo hóa là có ý gì mặt họa nghĩ không hiểu lắm thần niệm lĩnh ngộ đại đạo hóa thành một thể với đại đạo tên như ý nghĩa hẳn là hiểu như vậy nhưng thật sự đơn giản như vậy sao đại đạo mênh mông há lại dễ lĩnh ngộ như vậy cùng đại đạo hóa thành một thể lại đến tục cùng là cái pháp môn hóa như thế nào mặt họa lông mày càng nhíu chặt trầm tư suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nghĩ mãi mà không rõ tu đạo lịch duyệt của mình vẫn là nông cạn tri thức thần đạo cũng không đủ tinh thông đóng cửa khổ tư để tâm vào chuyện vụn vặt cũng không thể làm vẫn là về sau có thời gian rảnh thành thành thật thật đi tìm người thỉnh giáo đi mặc họa khẽ gật đầu liền tạm thời đặt bốn chữ thần niệm đạo hóa này ở đáy lòng hắn mơ hồ cảm giác bốn chữ này là từ thần tủy lại có quan hệ cùng thần cùng đạo tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sau đó mặt họa lại quan sát thức hải một chút, phát hiện tất cả đã bình tĩnh lại. Thần sông Hắc Thủy chết rồi, ý chí tà thần bị xóa bỏ, thần thủy cũng bị mình ăn. duy nhất không được hoàng mỹ chính là chỉ ăn thần thủy, không có thần niệm để ăn. Hắc Thủy thần sông này dường như đã từ đầu đến đuôi trở thành một tà thần hóa thân, ngoại trừ thần thủy ra tà niệm của bản thân đã cùng ý chí của đại hoang tà thần hòa làm một thể, bị kiếp lôi cùng nhau xóa đi. Mà thần tủy thăng giai, thần niệm thăng phẩm. Chỉ, ăn, thần tủy, cũng chỉ có thể tăng lên thần giai, không đề cập tới cảnh giới thần thức của bản thân. Tuy trên thực tế cũng tăng lên một chút, nhưng cực kỳ bé nhỏ, gần như có thể bỏ qua không tính. Tiêu diệt hắc thủy hà thần, mặc hòa ăn không ít thần tủy, thậm chí còn có vài tia thần tủy thuần kim cấp bậc cao hơn, chất thần thức trở nên càng sâu, màu vàng trong thần niệm càng đậm, lực lượng thần niệm càng mạnh hơn. Nhưng không có tà ma ăn, phẩm chất thần thức tăng lên không được. Khoảng cách đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ có 17 hoa văn vẫn còn kém một bước. Chỉ một bước này, mặt họa thập phần khó chịu. Còn có gì có thể, ăn, không, mặt họa trầm tư một lát, sau đó nhìn quanh, tìm trong thức hải, nhưng không tìm được. Thần sông Hắc Thủy, cũng chính là hóa thân của tà thần Đại Hoang, chết hoàn toàn, một chút cặn cũng không còn. Những người khác mặc họa lại nhớ lại toàn bộ chuyện tiến vào làng chài, trong đầu muốn nhìn một chút có tà ma, cá lọc lưới, hay không, có thể bổ sung một chút chỗ hỏng tấn thăng thần thức 17 văn của mình. Nhưng dường như cũng không có. Mộng cảnh thần sông sụp đổ, cho dù bên trong có, nhưng cũng sẽ không ở lại. Bên ngoài làng chài, yêu ma là huyết nhục, mà không phải tà ma. Con đĩa, những con đĩa kia, cũng coi như một loại tà ma. Mặt họa suy nghĩ một chút, lắc đầu. Có chút buồn nôn, hắn không muốn ăn lắm. Hơn nữa những con đĩa kia tuy tà dị ô uế, nhưng số lượng tà niệm cũng không nhiều, cho dù ăn, đoán chừng cũng chỉ là nhét kẻ răng. Huống chi, bọn chúng phù du ở trong hiện thực. Mặt họa cũng không có gì, có thể ở trong hiện thực đại sát tứ phương thần niệm thủ đoạn. Thần niệm của hắn hóa kiếm, vừa mới nhập môn, cũng chỉ có ở trong mộng cảnh do thần thức cấu sinh cùng trong thức hải của bản thân mới sắc bén vô cùng sát phạt lăng lệ trong hiện thực là không dùng được không giống vị kiếm tu tiền bối kia tu kiếm hóa khí luyện khí hóa kiếm kiếm khí cùng kiếm ý hòa là một thể kiếm trên đó bám vào kiếm ý hư thực tương hợp trong hiện thực cũng có thể sử dụng không có đồ ăn mặc họa thở dài một trận đói no một trận ăn xong một bữa đói một trận bây giờ ăn no rồi sau đó một trận liền không có đồ ăn nữa lần sau lại muốn ăn cũng không biết đến khi nào thần thức chứng đạo quả thật không dễ dàng mặc họa trong lòng yên lặng nói nhưng làm người không thể tham lam vừa là tai họa vừa là thần tủy cũng không có ai có vốn liếng này cung cấp nổi để hắn mỗi ngày ăn no bữa bữa nào cũng không đói bụng cho dù là tà thần sợ là cũng có chút quá sức. Mặt họa nhẹ gật đầu, rời khỏi thức hải. Trong miếu hà thần ngư thôn, đã tọa minh tưởng mặt họa chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn thấy cố an nắm chặt vải đen, cố toàn nắm gậy, những người khác cũng vây quanh mình như hổ rình mồi. Cố an nhìn mắt mặt họa, thấy ánh mắt mặt họa thanh minh, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không quá dám yên tâm, liền hỏi, tiểu công tử mặt họa cười nói, không sao. Lúc này mọi người mới yên lòng, cố toàn cũng buông gậy xuống. Chúng ta trở về đi. Mặt họa tâm tình thoải mái nói. Chuyến này cơ bản xem như kết thúc viên mãn. Hai đứa bé được cứu ra từ sông lớn. Quá gian long bắt được. Những hắc y nhân khác, ngoại trừ chết đi, cũng đều xa lưới. Mộng cảnh miếu hà thần bị phá hủy, bị tà thần khống chế, ngư tu cung phụng tín ngưỡng cũng được cứu vớt. Thần sông bị chính mình chặt mất thần sông hắc thủy cũng bị chính mình hố chết. Xem như công đức viên mãn. Lần này thu hoạch cũng rất lớn. Cơ sở trận văn thần đạo, nhập môn thần niệm hóa kiếm, cùng với manh mối nhân quả dấu ở trên pháp bảo đoạn kiếm của vị tiền bối kiếm tu kia, thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết ngoài ra, ăn lượng lớn thần tủy, cùng với lượng lớn tà niệm. Thần giai tiến thêm một bước chất biến. Tuy thần thức vẫn chưa tới 17 văn, có chút đáng tiếc, nhưng người phải biết thỏa mãn thường nhạt, không thể quá tham lam. Nói tóm lại, không có 10 điểm, cũng có 9 phần hài lòng. Mọi người nghe mặt họa phân phó, đứng dậy rời khỏi miếu hà thần. Mặt họa tâm tình vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Chỉ là vừa đi ra miếu thần sông, trong lòng mặt họa liền không khỏi ngẩn ra, cảm giác có một ti không nở. Luôn cảm thấy mình tự hồ bỏ sót cái gì trong tối tâm, mặt họa có một loại dự cảm. Giống như mình nếu cứ như vậy đi rồi, chẳng khác nào là mua trâm trả châu bỏ lỡ thứ gì rất quý giá rất trân quý thứ gì mặt họa nhíu mày không khỏi dừng bước đám người cố an thấy vậy cũng ngừng lại thấp giọng nghi hoặc nói tiểu công tử có gì không ổn sao mặt họa lắc đầu quay đầu lại nhìn hà thần điện mắt lộ vẻ suy tư không đúng thần lấy vật làm cơ sở thần niệm không thể thoát ly hiện thực mà tồn tại tất cả mọi thứ trong tà thần mộng ỉm đều như vậy trong hiện thực ngư tu tín ngưỡng hà thần trong ác mộng thông dân mới có thể quỳ lạy ở quảng trường trong hiện thực có huyết nhục yêu ma đạo tràng nuôi dưỡng trong ác mộng mới có yêu ma tai họa hậu điện trong hiện thực có một tòa miếu thần sông trong ác mộng mới có đại điện của thần sông mà trong ác mộng có một tòa tế đàn có phải mang ý nghĩa trong hiện thực cũng vốn nên có một tòa tế đàn chân thực cùng mộng cảnh đối ứng lẫn nhau hay không nhưng bây giờ chính mình cũng không có phát hiện tế đàn trong hiện thực điều này rất không hợp lý tế đàn trong hiện thực đi đâu rồi hay là nói bị tà thần cố ý giấu đi mặt họa cảm thấy rất có khả năng hắn nhìn miếu thần sông nhớ lại một lần quá trình trong cơn ác mộng sau đó ý thức được một vấn đề bố cục không đúng hắn là trận sư vì không ít kiến trúc tu đạo chủ xây dựng qua trận pháp đối với kiến trúc cách cục có chút mẫn cảm trong mộng đại điện thần sông cùng với thần sông trong hiện thực hai bên bố cục là không giống nhau. Đại điện thần sông trong mộng, bố cục rộng lớn hơn chút ít. Trong hiện thực, Hà Thần Điện lúc mới gặp cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại rời khỏi từ trong mộng, lúc nhìn lại, liền rõ ràng cảm giác cách cục càng hẹp hòi chút, giống như là bị người ta tách ra khỏi đó một đảo, mặt họa trong lòng hơi kinh, hắn lại trở về trong thần miếu, buông ra thần thức, đánh giá chung quanh một hồi, rốt cục phát hiện manh mối. Trận pháp thần đạo, trong miếu Hà Thần, có khí tức vô cùng mịt mờ, trận pháp thần đạo mặt họa dán vào vách tường lần theo khí tức phân biệt từng chút một một chút một tìm hiểu rốt cuộc ở phía sau tượng thần sông phát hiện một bức tường trận pháp thần đạo liền mịt mờ khắc ở trong tường che giấu khí tức sau tường mắt mặt họa sáng lên quay đầu nói tiểu an ca tiểu toàn ca giúp ta đánh xuyên tường này cố an cùng cố toàn sửng sốt một chút nhưng cũng không có cự tuyệt hai người hợp lực đại khái mất thời gian một nén nhang dựa vào kinh lực rút cơ hậu kỳ, mạnh mẽ đột xuyên vách tường. Bản thân vách tường không có trận pháp gia cố, mà chỉ dùng trận pháp thần đạo phong tỏa khí tức thần niệm. Cho nên chỉ là ẩn nấp, nhưng không tính là kiên cố. Sau khi vách tường bị đục thủng, một luồng khí tức tà dị nồng đậm đập vào mặt. Là khí tức của tà thần, hơn nữa trong cổ khí tức này còn ẩn chứa một loại ẩn dấu huyền ảo phức tạp mà lại khó có thể nói rõ. Phản phất như pháp tắc cổ lão của thần minh mặt họa không khỏi nhớ tới, chính mình vừa bước vào làng chài bị huyết sắc nhuộm dần thổ nhưỡng, trong lòng dân lên loại khát vọng không hiểu kia. Trái tim nhỏ của hắn, bịch 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 nhảy thẳng. Vách tường bị phá một cái lỗ, bên trong âm trầm u ám. Mặt họa ở ngoài vách tường, bung ra thần thức, thăm dò một chút, phát hiện không có khí tức khác, cũng không có tà ma gì, liền nói với mọi người ta vào xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Cố toàn bất an nói, tiểu công tử, bên trong âm u, có thể có nguy hiểm, chúng ta cùng đi với ngươi. Những người khác cũng gật đầu phụ họa. Bọn họ mặc dù không biết phía sau cửa động có cái gì, nhưng bên trong toát ra khí tức thâm trầm, cũng không khỏi làm cho người ta tim đập nhanh khiếp đảm, phía sau lưng phát lạnh. Trong này, tự hồ không giống như là chỗ, người, ở. Mặt họa vẽ mặt ngưng trọng nói, bên trong có người bày ra trận pháp, vô cùng nguy hiểm, cho nên ta có thể đi vào, các ngươi không thể đi vào cố an cùng cố toàn thể giật mình sau đó không khỏi đều gật đầu cảm thấy rất có đạo lý nếu trận pháp nguy hiểm vậy bọn họ đích xác không tiện đi vào vì tiện đi vào còn có thể sẽ hỏng việc chuyện trận pháp chỉ có thể giao cho tiểu mặt công tử mặt họa thấy bọn họ hiểu rõ liền phân phó nói các ngươi canh giữ ta vào xem được cố an đám người gật đầu nói công tử cẩn thận vì vậy mặt họa liền dọc theo cửa động đi vào mật đạo bí ẩn giấu ở phía sau pho tượng thần sông mật đạo âm u nhưng không dài chỉ mấy chục bước mặt họa đã đi tới cuối cuối đường có ánh nến mờ ảo lộ ra màu xanh biếc âm trầm xen lẫn huyết vụ như ác mộng có một loại cảm giác cổ xưa đáng sợ nhưng lại loáng thoáng có chút quen thuộc mặt họa đi đến cuối ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy được một tòa tế đàn bố trí của tế đàn gần giống với hình dạng của ác mộng chính giữa là một tượng thần sông được đúc bằng kim thạch, thân người đầu cá, đỉnh đầu lại có hai cái sừng dê, tà ác quái dị. Dưới tượng thần sông bày một cái bàn thờ. Trên bàn thờ bày đầy cá tươi tế phẩm, nhưng tự hồ lại trộn lẫn cốt nhục người. Chính giữa bàn thờ, có một cái bể cá màu lưu ly. Nhưng tế phẩm đã hư thối, bể cá chỉ còn lại nước động. Không biết có phải do ác mộng tan vỡ hay không, tà thần bị giết, cung phụng vô chủ, toàn bộ tế đàn là một mảng cổ hủ và tĩnh mịch. Mặt họa đi quanh tế đàn, xoay hai vòng, không phát hiện thứ gì tốt, hơi trầm ngâm, liền đưa tay đẩy pho tượng hà thần. Tượng thần sông được làm bằng kim thạch, đặt trên tế đàn, cũng không lớn, nhưng có chút nặng, mặt họa đẩy có chút cố hết sức. Nhưng dù sao hắn cũng đã trúc cơ. Ở châu giới ngũ phẩm càng học, quanh thân đều là thiên kiêu trúc cơ, thậm chí là thiên tài thể tu, nhục thể của hắn tự nhiên xem như yếu đuối, nhưng so sánh với tu sĩ luyện khí bình thường, thậm chí là luyện khí tu, dục thân của mặt họa cũng miễn cưỡng có thể vượt qua, cũng không hoàn toàn tính là tay trói gà không chặt. Tượng thần vẫn có thể đẩy. Đương nhiên, trúc cơ bình thường cũng sẽ không so thân thể với luyện khí, ngoại trừ mặt họa. Mặt họa phí sức chính trâu hai hổ, lúc này mới đẩy ngã tượng thần xong, sau đó thuận theo tự nhiên, chính hắn ngồi lên. Trong nháy mắt khi hắn ngồi lên tế đàn, một đạo thần ngưỡng cổ xưa, cuồn cuộn giáng lâm giống như lúc ở ma quật bích sơn trong lúc giật mình hình như có yêu ma cúi đầu vạn linh triều bái vô tận thần đạo huyền diệu hội tụ ở chính giữa tế đàn cung phụng tôn vị mặc họa nhưng lần này lại có chút không giống đây là một tòa tế đàn đã được xây dựng xong hơn nữa còn chính thức vận chuyển qua mà mặc họa cũng xưa đâu bằng nay thần thức của hắn sau khi nuốt đại lượng thần tủy lại tiến một bước biến chất tiến một bước lớn về cấp vị thần thần tủy trong cơ thể mặt họa bắt đầu lưu chuyển quanh thân nổi lên kim quan nhà nhạc đôi mắt cũng biến thành màu vàng sậm ánh mắt uy nghiêm sâu không lường được giống như một đạo thần minh chân chính thông qua tế đàn giáng lâm hậu thế chân thần giáng lâm tế đàn chân chính tế đàn nên đón chủ nhân tự nhiên sẽ giao cho hắn quyền hành chân chính thần thức của mặt họa rung lên liền cảm thấy pháp tắc đại đạo vô tận ở trước mặt mình phân phân như mưa, như sao băng xẹt qua. Từng đạo quang ma ngưng tụ đang dệt, không ngừng bí ngẫu sau đó hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cổ quan lưu mênh mông vô tận. Như đại thụ chọc trời, phóng lên tận trời, khai chi tán diệp, bao trùm toàn bộ thiên địa. Mặt họa ở ngay đầu tế đàn, đôi mắt trong suốt, nhìn những ánh sáng pháp tắc đáng sợ cực hạn này, sáng tối đang xen hợp thành một, hình thành một dòng lũ đại đạo tựa như gỗ thông thiên, không khỏi giật mình thất thần trên tế đàn quan mang lóe lên tự hồ là đang định vị một lát sau thiên địa yên tĩnh mặt họa liền phát hiện mình ở trên một gốc cây thần quang cây này do lưu quang cấu thành hoặc là nói là do một bộ phận đại đạo pháp tắc cấu thành nhưng cây này cũng không tính là nhỏ nhưng còn lâu mới có thể che lấp thiên địa như đại đạo hồng thủy hóa thành kiến một mênh mông vô tận đây là một gốc cây đại đạo pháp tắc cây này tượng trưng cho bộ phận pháp tắc cũng tượng trưng cho quyền hành của thần linh mặt họa tâm tư khẽ động tế đà ngộ nhận mình là chủ nhân cho nên câu thông thần minh đại đạo vì chính mình để quyền hành thần linh qua cùng với cây tượng trưng cho quyền hành thần linh này cây thần quyền mặt họa thần niệm vừa động quả nhiên phát giác mình tự hồ cùng thần quyền thụ hòa là một thể cây thần quyền đã nằm trong sự khống chế của mình chỉ là thần quyền là cái gì quyền hành của thần cụ thể là quyền hành gì còn nữa đây là cây thần quyền của ai thần sông mặt họa suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn là không phải tế đàn này bên ngoài thờ phụng thần sông trên thực tế thờ cúng hẳn là đại hoang tà thần vậy thứ mình đánh cắp là quyền hành của tà thần đại hoang mặt họa trong lòng nhảy dựng hắn lại quan sát một chút cây thần quyền kết nối với thần niệm của mình phát hiện trên cây thần quyền cành lá sung xuê có rất nhiều tiết điểm nhưng phần lớn, nhất là phần đỉnh, bao phủ trong sương mù. Với năng lực hiện tại của hắn, bất kể là lực lượng thần niệm hay là cấp bậc của thần, đều không thể đẩy ra sương mù, mơ ước quyền lực của thần. Nói cách khác, thứ mình đánh cấp chỉ là một phần quyền hành của tà thần đại hoang, đỉnh cao thần quyền chân chính, mình giống như còn chưa có tư cách nhúng chàm. Mặt họa khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu cây thần quyền. Thần quyền thụ, rễ thâm căn cố đế, cành lá sung xuê, chỗ cành có rất nhiều tiết điểm mà mỗi một tiết điểm tự hồ cũng đối ứng một tòa thần điện một tế đàn một tôn tà thần hóa thân cùng với số lượng đông đảo yêu ma tai họa mặt họa càng xem càng kinh hãi đây mới thực sự là quyền hành của thần nuôi dưỡng nanh vuốt phát triển thế lực cũng mượn nhờ quyền hành thần minh chi thụ hiệu lệnh ngàn vạn yêu ma tà ma nhưng mặt họa vẫn không nghĩ ra được cây thần quyền là hiệu lệnh như thế nào lại vận hành như thế nào thần lực của chủ nhân đại hoang, lại rốt cuộc là cái gì, hiệu lệnh yêu ma, yêu ma lại là tiến công như thế nào, mặt họa nhíu mày, trầm tư thật lâu, suy nghĩ vẫn còn có chút lộn xộn. Đúng lúc này, dư quan của mặt họa thoáng nhìn, bỗng khẽ giật mình. Hắn phát hiện ở trong thần quyền chi thụ này có một tiết điểm, sáng ngời dị thường. Tiết điểm này, dường như vô cùng quan trọng, vô cùng đặc thù, hơn nữa trong đó cũng không có khí tức tà quế máu tanh, ngược lại có một cổ khí tức hài đồng tinh khiết mà nồng đậm. Cổ khí tức này hết sức quen thuộc. Ánh mắt mặt họa ngưng lại, thấp giọng nói Du Nhi, Du Nhi ở trên tiếp điểm tượng trưng cho đại hoang tà thần thần quyền chi thụ. Điều này nói rõ Du Nhi cực kỳ quan trọng trong hệ thần của tà thần ở đại hoang tà thần, thậm chí là một trong những khâu mấu chốt trong mưu kế to lớn của tà thần. Nhưng mặt họa không hiểu lắm. Du Nhi chỉ là một đứa trẻ, trên người của hắn đến cùng có cái gì, đáng giá đại hoang tà thần mơ ước, linh căng, Du nhi linh căng đích xác rất tốt nhưng châu giới càng học thiên tài tụ tập tu sĩ linh căng tốt giống như du nhi cũng không phải là không có vì sao đại hoang tà thần cố ý nhìn chằm chằm du nhi còn đặt nó ở tiết điểm của cây thần quyền chẳng lẽ là bởi vì thần thai du nhi thần thức thiên phú đặc thù có tư chất làm thần thai nhưng thần thai cụ thể là cái gì vì sao không phải du nhi thì không thể mặc họa hơi nhíu mày vô luận bởi vì nguyên nhân gì cũng không thể để du nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dì Lam đối với mình tốt như vậy, Du Nhi cũng coi mình như ca ca ruột, có chuyện gì tốt cũng nghĩ đến mình, đứa nhỏ thiện lương như vậy, không thể để cho hắn gặp phải bất trắc gì. Còn có cả đại hoang tà thần mình đã lén lút, ăn, không ít của cải của nó. Đã có yêu ma tai họa, cũng có bản nguyên tà thần. Còn nhiều lần làm hỏng chuyện của nó. Đã giết qua nanh vuốt của nó, nổ qua ma điện của nó, hủy đi tế đàn của nó, ăn qua thần hài của nó, hút qua thần tủy của nó. Hiện tại thậm chí còn ngồi trên tế đàn của nó, đánh cấp quyền hành của nó, chính mặt họa cũng cảm thấy có chút quá mức. Tính như vậy, chính mình đối với đại hoang tà thần, thật đúng là, làm ác chồng chất, cho dù tà thần đại hoang là một vị đại thiện thần tu hành muôn đời, cũng chưa chắc có thể buông tha cho mình, chớ nói chi là tà thần máu tanh cây độc, trừng mắt tất báo. Nhưng mà tà thần đại hoang đồ tu sĩ, nuôi nanh vuốt, luyện yêu ma, trừ tà ma, làm bẩn thần minh, vốn cũng không phải là thứ tốt gì mặt họa cũng không có gánh nặng tâm lý gì mà đạo thần niệm vốn là như vậy cho dù mình không ăn tà thần tà thần sớm muộn gì cũng sẽ ăn mình nhẫn nhất thời sinh tử chưa biết lui một bước vạn kiếp bất phục nếu đã mở miệng thì phải ăn đến cùng mặt họa trong lòng âm thầm kiên định nói đương nhiên thời điểm nên sợ cũng phải sợ thời điểm nên trốn cũng phải trốn tốt nhất là giấu ở trong bóng tối, vĩnh viễn đừng để đại hoang chi chủ biết. Dù sao mình chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ cảnh, trước mắt còn không thể treo vào một tôn đại tà thần như vậy. Mặt họa lại nhìn tiết điểm của Du Nhi. Tiết điểm tuy rằng sáng ngời, nhưng tự hồ bị cái gì đó phong tỏa, có chút ảm đạm, hơn nữa còn mơ hồ lộ ra mấy phần kiếm ý phong cách cổ xưa. Đạo kiếm ý này, trước khi mặt họa còn chưa chắc có thể cảm thụ ra được. Hiện tại học được thần niệm nhập môn hóa kiếm, mới có cảm giác rõ ràng. Mặt họa suy đoán, đây cũng là nguyên nhân của Thái Hư Môn. Thái Hư Môn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, trong môn khẳng định có một ít lão tổ tông, bảo hộ sơn môn. Du Nhi vào Thái Hư Môn, cũng coi như được lão tổ tông che chở. Đương nhiên, đây là mặt họa đoán. Hắn cũng không biết trong tông môn có những lão tổ tông nào. Lão tổ tông quanh năm ẩn cư bế quan, sâu không lường được hắn là tiểu đệ tử Thái Hư, đoán chừng từ khi vào Sơn Môn, thẳng đến khi tốt nghiệp Thái Hư Môn, cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy hình dáng của những lão tổ tông này. Ngoại trừ kiếm ý, bên cạnh Du Nhi còn có một đạo khí tức, bảo hộ, khác. Đạo khí tức này, yếu ớt mà mịt mờ. Mặt họa cảm giác một chút, phát hiện đạo khí tức này, dĩ nhiên là của mình, liền trực tiếp bỏ qua. Sau đó, mặt họa lại nghiên cứu cây thần quyền một chút kết hợp với những gì du nhi gặp phải mặc họa đã có nhận thức đại khái về cây thần linh tượng trưng cho quyền hành của thần linh này quyền hành của đại hoang tà thần rất có thể có liên quan đến mộng dệt mộng yểm xâm nhập mộng cảnh mộng cảnh là cầu nối thần thức chỉ là không biết đây là quyền hành đặc thù của chủ nhân đại hoang hay là tất cả tà thần đều sẽ lấy cảnh trong mơ là môi giới thần lực tiết điểm trên thần quyền chi thụ cũng chính là mộng cảnh nhưng mộng cảnh là thần niệm kéo dài thần niệm là tạo vật thực tế cho nên từng tiết điểm đối ứng từng mộng cảnh cũng liền đối ứng từng cái cụ thể tế đàn hiện thực cùng với thần miếu hoặc là đàn tràng cung phụng tế đàn nói ngắn gọn chính là cứ điểm tà thần tương tự như làng chài nhưng trong tất cả các tiết điểm chỉ có du nhi là trường hợp đặc biệt hắn cũng không phải cứ điểm của tà thần mà chỉ là một đứa bé đơn thuần có biện pháp gì hay không có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cứu du nhi mặc họa trong lòng trầm tư phá hư tiết điểm các đức quyền bính của thần quyền chi thụ không có đường như vậy yêu ma không đường có thể tìm cũng sẽ vĩnh viễn không xâm nhập ác mộng của du nhi nữa du nhi sau này cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi nhưng mà phá hoại như thế nào mặc họa thử câu thông với cây thần quyền vận dụng quyền hành của thần minh nhưng phát hiện không được quyền hành của hắn cũng không lớn còn xa mới đạt tới quyền hạng đi sửa chữa thần quyền chi thụ, tiết điểm thay đổi thần quyền, sửa đổi cuối cùng của quyền hành. Càng đừng nói thông qua quyền lực, phá hủy tiết điểm. Chỉ có thể, dùng, nhưng không thể, đổi, càng không thể, phá hoại. Có chút khó giải quyết mặt họa nhíu mày suy tư, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đã không thể sửa đổi, cũng không thể hủy diệt tiết điểm, không có cách nào trực tiếp cứu Du Nhi vậy thì dứt khoát phản lại, trực tiếp vận dụng quyền bính, mệnh lệnh yêu ma, đi xâm lấn mộng cảnh của Du Nhi, sau đó mình ở bên cạnh Du Nhi trông coi, chờ những yêu ma này tới đưa, đôi mắt đẹp của mặt họa rạng rỡ tỏa sáng. Cứ như vậy, đã có thể làm suy yếu thế lực tà thần, giảm bớt áp lực cho Du Nhi trong mộng yểm. Còn có thể để cho mình ăn no nê, đền bù thần thức tấn thăng thập thất văn. Thậm chí có khả năng, còn không chỉ có 17 văn, trái tim nhỏ của mặt họa cũng nhịn không được đập thình thịch. Đánh cấp quyền hành tà thần, đóng vai, tiểu tà thần, thay thế tà thần đại hoang, ra lệnh, sử dụng tà ma yêu ma, xâm lấn ác mộng của Du Nhi, dùng cái này để đưa cho mình, bán ngoài, đây là, mộng tưởng, mà mặt họa đã từng có. Dường như cũng thành biện pháp tốt nhất trước mắt. Việc này không nên chậm trễ, mặt họa lập tức bắt đầu tiến hành thử. Chỉ trong chốc lát, thần niệm của hắn đã câu thông với thần quyền thụ. Từng tiết điểm, trong đông đảo ác mộng nuôi dưỡng ngàn vạn yêu ma tà ma, trong nháy mắt đó, tất cả đều bị nó chi phối. Mặt họa hắn trước thiết trí, đường nhỏ. Điểm cuối cùng của con đường là mộng cảnh của Du Nhi. Sau đó, mặt họa bắt đầu chạy đến quyền hành của thần minh, thông qua cây thần quyền, điều khiển yêu ma tà ma, xác định vào một thời điểm nào đó, bắt đầu xâm lấn mộng yểm. Lúc này, mặt họa cân nhắc một chút, định ở 7 ngày sau. Hiện tại khẳng định không kịp, hắn hiện tại không ở bên người Du Nhi. Mấy ngày tiếp theo, cũng không nhất định có thời gian rảnh, còn có việc phải giải quyết. Mà thao túng yêu ma, xâm nhập mộng cảnh của Du Nhi, cũng có nguy hiểm nhất định, cần tốn một ít thời gian, trước đó chuẩn bị kỹ càng. Cho nên 7 ngày, không dài không ngắn, vừa vặn thích hợp. Tiết điểm đường đi, mấy canh giờ sau, đều đã xác định. Sau đó, liền có thể, gọi món, không phải, là, điều binh khiển tướng. Mặt họa đầy chờ mong, nhưng không được liếm liếm môi, ta xem một chút, có tà ma gì yêu ma dữ tợn, tà ma xuất hiện. Mặt họa vừa nhìn, vừa lẩm bẩm yêu ma nửa trâu nửa ngựa, nhị phẩm yêu ma cấp thấp, nhắm chừng hương vị chẳng ra sao, nhưng cái đầu không nhỏ, tới trước 300 con, lót bụng yêu ma ngư nhân. Lại còn có, chú tể đại hoang còn ô nhiễm hà thần khác, hoặc là còn xây tế đàn hà thần khác, mặt họa nhíu mày. Mặc kệ, trước tiên đốt đi, ngư yêu, ăn, chán, đến 50 là được dương sừng phụng hành. Trước tiên hai cái yêu đầu heo, ngắn lắm, một con là đủ rồi hồ yêu. Đây là yêu ma gì, màu hồng. Quái, trước điểm 100 con nếm thử dương giác chiến tướng. Người mang sừng dê, nhất định là đồ tốt, đến ba, tồn kho không đủ. Chỉ có một con, vậy thì một con đi, đến nhiều chính mình cũng không nhất định có thể đánh qua yêu ma này, một đoàn hắc thủy, nhìn không ra là cái gì, không biết có thể ăn phá bụng hay không nhưng mà số lượng thưa thớt hẳn là tương đối hy hữu có muốn một chút hay không vẫn là một chút đi dù sao lại không cần tiền không điểm trắng tay tên yêu ma này cường tráng hẳn là rất mạnh cũng tới một con mặt họa cứ như vậy chọn chọn lựa lựa một mực lùi về phía sau bị những yêu ma tà ma kỳ kỳ quái quái làm cho hoa mắt gần đủ rồi không biết qua bao lâu cuối cùng mặt họa cũng chọn xong tà ma mênh mông sinh ra từng sợi dây nhân quả tà dị ngưng tụ thành một dòng sông nhân quả giống như sông máu tất cả đều hướng về phía tiểu du nhi mặt họa bỗng nhiên có chút lo lắng ta sẽ không đánh không lại chúng nó chứ và nhất đánh không lại chẳng phải là hại du nhi sao mặt họa lại ở trong lòng đánh giá một chút lực lượng thần niệm của mình cùng với trận pháp thần đạo cùng uy lực thần niệm hóa kiếm thoáng yên tâm một chút hóa thân tà thần cũng bị chính mình làm thịt những tà ma khác hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, số lượng thật sự là nhiều hơn một chút mặt họa nghĩ nghĩ, lại động chút tay chân, đem thời gian những yêu ma này xâm lấn, đều bỏ qua một chút, cứ như vậy một đợt tiếp một đợt, để lại thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Vừa, ăn, vừa chiến, lấy chiến dưỡng chiến, liền không sợ hãi. Mặt họa hài lòng gật gật đầu. Hắn cảm thấy gọi, đồ ăn, cũng gần đủ rồi, nhưng lại không nhịn được có chút tham lam. Bình thường mà nói, ăn, lầu cơ động sản, đều phải có một món ăn áp trục rất cứng rất cứng. Ánh mắt mặt họa, lại ở giữa tiết điểm rậm rạp của thần quyền chi thụ, qua lại băng khoăn, cuối cùng trong lòng chấn động, phát hiện cái, đại gia hỏa. Đây là một pho tượng đen kịch, huyết dị, khí tức tà thần nồng đậm, nửa người nửa ma nửa yêu quái, thậm chí là quái vật gần như, bán thần. Mặt họa căn bản không biết nó là thứ gì, nhưng cảm giác nó rất rất mạnh giống như hóa thân tà thần, nhưng lại có chút khác biệt. Mặt họa do dự hồi lâu, trong lòng dâng lên một cổ xúc động, muốn đem nó điểm một cái, nhưng xoắn suýt nửa ngày, vẫn là từ bỏ. Chính mình cũng là lần đầu tiên, gọi món, ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Sau này thuần thục rồi, khách quen rồi, gọi thêm thực đơn có tính khiêu chiến. Mặt họa lưu luyến nhìn, đại gia hỏa, kia, yên lặng nhớ kỹ tiết điểm của nó, sau đó vận dụng quyền hành, lấy ý niệm câu thông cây thần quyền in dấu ấn xuống xác định phần thực đơn yêu ma này của mình cây thần quyền ánh sáng vô tận lưu chuyển uy nghiêm của thần minh lan tràn tiểu tà thần nắm quyền hành trong tay ra lệnh quần ma cúi đầu nghe theo hiệu lệnh bảy ngày sau tà ma thành quân xâm lấn mộng cảnh thần thai mệnh lệnh này được mặc họa in dấu lên thần quyền thụ sau khi thành công ra lệnh thần niệm của mặt họa lập tức thoát ly thần quyền chi thụ tế đàn là của người khác quyền hành là của người khác yêu ma tà ma cũng đều là của người khác vụng trộm mượn một chút là được không thể ở lâu để tránh lưu lại chân ngựa bị đại hoang tà thần bắt được mặc dù đại hoang tà thần phải như thế nào mới có thể bắt được mình làm sao phát hiện chân ngựa của mình mặt họa còn không rõ ràng lắm nhưng cẩn thận thì phải đến vạn năm đã đánh cắp là quyền hành của tà thần cẩn thận một chút tay chân lưu loát một chút tóm lại là cần thiết còn có muốn hủy thi diệt tích trên tế đàn mặt họa mở mắt ra sau đó không chần chờ lập tức lấy ra linh mực thần thức ngự mực bày ra mấy đạo địa sát trận nhị phẩm thập lục văn trên tế đàn tế đàn này chỉ có thể dùng một lần dùng xong liền phải cho nó nổ không thể sử dụng lại nếu không chính là định vị cho tà thần dễ dàng bại lộ vị trí cùng với thân phận của mình. Mặt họa lại nhìn chung quanh, xác định không bỏ sót thứ gì tốt, cũng không lưu lại dấu vết của mình, lúc này mới dọc theo đường cũ trở về. Cố An và đám người cố toàn còn đang chờ ở cửa động. Thấy mặt họa ra, cố toàn có chút nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiểu công tử, tình huống bên trong như thế nào, mặt họa thần sắc nghiêm túc, bên trong quá nguy hiểm, ta không dám xâm nhập quá sâu, cũng không tra được cái gì, trực tiếp nổ đi. Mọi người, cố an thấp giọng nói, như vậy, được không? Mặt họa gật đầu, biết rõ núi có hổ, không cần thiết phải đi về phía núi có hổ, trực tiếp làm ngọn núi nổ tung, cũng giống như vậy. Mọi người suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Bên trong đã có trận pháp, vậy dĩ nhiên chính là tiểu mặt công tử định đoạt. Đám người mình cũng sẽ không hiểu trận pháp hơn so với tiểu mặt công tử mọi người tránh xa một chút. Mặt họa nói. Mọi người rời khỏi cửa động, mặt họa cách thật xa, lấy thần thức thúc giục trận pháp. Mấy đạo địa sát trận nổ tung, âm thanh ầm ầm chập trùng, linh lực chấn động mãnh liệt tàn sát bừa bãi, tế đàn trực tiếp nổ nát bấy. Sau mười mấy hơi thở, vụ nổ đã bình phục. Cửa động sụp xuống, đất đá rơi xuống triệt để chôn vùi tế đàn. Mặt họa liền yên tâm. Lần này cuối cùng cũng thành công viên mãn, có thể trở về. Hắn còn muốn sớm một chút về tông môn, chờ bảy ngày sau nhận bán ngoài. Mặt họa một thân nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ. Có thể trở về. Vâng. Đám người Cố An gật đầu vâng dạ, thần sắc có vẻ thoải mái. Chuyến đi này đã trải qua đủ loại khó khăn trắc trở, mặc dù có rất nhiều chuyện âm trầm quỷ dị, bọn họ nghĩ không rõ lắm. Nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, người nên cứu đã cứu, người nên bắt cũng bắt, nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Một nhóm tu sĩ Cố gia tảng đá trong lòng đều rơi xuống đất. Miếu thần sông vẫn còn có chút âm trầm. Mọi người không muốn ở lâu, liền lên đường trở về, nhưng trước khi đi mới phát hiện, trên mặt đất còn nằm một người, chính là đại sư Sa dẫn đường. Vẻ mặt của Sa đại sư tái nhợt, nằm trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Cố tòa nhìn mặt họa, hỏi muốn ném hắn ở chỗ này sao, ánh mắt mặt họa chớp lên, lắc đầu, đi đến bên cạnh Sa đại sư, như ác ma nói nhỏ, giả chết nữa, liền thật sự giết ngươi, đại sư đột nhiên mở mắt, giật mình một cái, lập tức nhảy lên. Đừng giết ta, cố toàn có chút không vui, đi lên một cước, đá vào trên đầu gối của xa đại sư. Xa đại sư thuận thế quỳ trên mặt đất. Cố toàn trở tay vạn bả vai xa đại sư, đè hắn lại, tay phải rút đao gác ở trên cổ hắn. Sắc mặt của xa đại sư giận dữ, nhưng đao gác trên cổ, căn bản không kiên cường nổi, vội nói, tha mạng. Tha cho ta một mạng, cố toàn trưng cầu ý kiến mà nhìn về phía mặt họa. Mặt họa thở dài, tiếc hận nói, giết đi. Lão tạp mau này, biết quá nhiều, giữ lại ít nhiều là tai họa ngầm. Hơn nữa bản thân hắn đã là tà đan sư, cũng là tà trận sư, bất kể là luyện tà đan, hay là họa tà trận, trên tay đều dính không ít máu tươi, chết không đáng tiếc. Cố toàn lúc này muốn chém đầu xa đại sư. Giọng nói của sa đại sư cũng thay đổi, các ngươi không thể giết ta, mặt họa hiếu kỳ vì sao sắc mặt của xa đại sư xoắn suýt cố toàn thuận thế đem đao cắt ở trên cổ xa đại sư cắt vỡ da thịt vạch ra một vết máu máu tươi chảy ra xa đại sư cả kinh lập tức nói ta còn có bí mật mặt họa yên lặng nhìn hắn đại sư xa bị mặt họa nhìn mà hoảng hốt biết tiểu diêm vương này khuôn mặt ngây thơ tâm ngoan thủ lạc không dám thừa nước đục thả câu nữa lúc này mới cắn răng rung giọng nói ta là đại hoang hoàng duệ cố an cố toàn thần sắc đều biến đổi mặt họa nhíu mày hoàng duệ xa đại sư nói ly châu phía nam vô tận đại sơn thân đồ nhất thống đại hoang phong vương ta là hậu nhân của thân đồ nhất tộc trong cơ thể chảy huyết mạch của đại hoang hoàng tộc mặt họa trong lòng chấn động sau đó ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa nhìn đại sư xa xỉ chỉ có ngươi hắn tỏ vẻ không tin xa đại sư tức giận nhưng lại không dám tức giận đối với mặt họa chỉ có thể mang theo buồn vô cớ thật sâu nói, ta thật không lừa ngươi, đại hoang hoàng tộc đã chết, chỉ có một số ít tộc duệ tan vào cửu châu, kéo dài hơi tàn, sớm đã xưa đâu bằng nay, cũng khó có thể tái hiện đại hoang vương đình thịnh thế ta thậm chí, ngay cả họ gốc cũng không dám dùng, chỉ lấy một chữ tương tự, dùng họ, xa xỉ, này mí mắt mặt họa bỗng nhiên nhảy lên. Thân đồ, xa xỉ, tàn sát. Đồ tiên sinh, đồ tiên sinh kia, chẳng lẽ cũng là hậu duệ của đại hoang hoàng tộc, Mặt họa nhìn đại sư xa, rốt cuộc vấn đề nén sự tò mò trong lòng, không hỏi ba chữ, đồ tiên sinh, này ra khỏi miệng. Cố an nhíu mày, thấp giọng nói, tiểu mặt công tử, người này nếu quả thật là đại hoang hoàng duệ, sợ là, không tốt liền làm thịt ngay tại chỗ, mặt họa có chút không hiểu. Cố an liền nói, hơn ngàn năm trước, đại hoang thân đồ vương tộc phản loạn, đi quá giới hạn đạo đình, tự phong làm hoàng, đạo đình phái thương long đạo binh trấn sát vây quét. Trận chiến này thảm thiết, kéo dài mấy chục năm, cuối cùng đại hoang hoàng quân bị bêu đầu, hoàng tộc còn lại cũng đều đền tội, không có mấy người sống sót trên thân người này, nếu thật sự có huyết mạch đại hoang hoàng duệ, vậy thì không phải chuyện đùa, còn không dễ dàng giết. Mặt họa từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn xa đại sư một cái, mắt lộ ra trầm tư, sát ý trên người, hoặc sáng hoặc tắt. Gia đầu xa đại sư tê dại. Hắn hiểu rõ nhóm giang hồ ác mộng này, trong từ điển của tiểu diêm vương vô pháp vô thiên này, tất nhiên không có quy củ, hoàng duệ không thể giết, này. Nếu hắn thật sự động sát tâm, thần minh cũng không bảo vệ được mình. Đừng giết ta, ta yêu cầu gì cũng đáp ứng. Vẽ mặt xa đại sư bối rối. Mặt họa thấy thần sắc của xa đại sư, tâm tư khẽ động. Vị đại sư xa Sa này, sau này nói không chừng còn có tác dụng. Giữ lại cũng không phải không được, nhưng mà, muốn y hiếp một chút, không thể để cho hắn nói lung tung, nhất là không thể, để hắn đem chuyện của mình nói ra. Mặc Họa hơi gật đầu, hơi trầm tư, sau đó tới gần đại sư, thấp giọng nói, "Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi phải giữ kín miệng, coi như chưa thấy qua ta, cũng đừng nói ra bất cứ chuyện gì liên quan tới ta, nhất là đối với thần chủ của ngươi." Vẻ mặt của xa đại sư biến ảo bất định. "Đừng quên Mặc Họa nhà nhà cười, nụ cười có chút tà khí. Trước Miếu Hà Thần, là ai mở vò, dẫn ta vào trong ác mộng trong mộng cảnh?" là ai mở cửa cho ta ai dẫn đường cho ta ai tiết lộ bí mật cho ta ai thông đồng một mạch với ta mặt họa vỗ nhẹ bả vai xa đại sư là ngươi đại sư sợ tới mức run một cái vội vàng nói ta không có không thông đồng mặt họa thở dài ngươi nói không thông đồng người khác sẽ tin sao tự ngươi ngẫm lại xem chính ngươi sẽ tin sao xa đại sư hết đường chối cãi vẻ mặt thống khổ hắn phát hiện một sự thật đáng sợ mình trong bất tri bất giác giống như đã thành phản đồ của thần chủ nhảy vào sông yên thủy cũng không rửa sạch được nhưng thần sông đại nhân nó đã biết vẻ mặt của xa đại sư sợ hãi không mặt họa lắc đầu nó cái gì cũng không biết xa đại sư khẽ giật mình có chút mê hoặc sau đó trong nháy mắt hiểu ra cái gì sắc mặt trắng bệch khó có thể tin nói ngươi ngươi trong ác mộng thời điểm hà thần thi triển huyết hà thần thông hắn liền hôn mê bất tỉnh sau đó thần trí không rõ không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi không hiểu thấu tỉnh lại, liền nằm trên mặt đất giả chết. Lúc này hắn mới ý thức được, vì sao ác mộng sụp đổ, vì sao những người này đều bình an vô sự tỉnh lại, vì sao Hà thần đại nhân không chỉ không xóa bỏ bọn họ, thậm chí ngay cả thần hồn tế phẩm của hai đứa nhỏ kia cũng được thả ra, bởi vì thần sông đại nhân nó, nó đã một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, cả người xa đại sư run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt họa. Phản phất như mặt họa là một tà thần đáng sợ, phàm nhân, không thể nhìn thẳng vào thần. Mặt họa lại lấy một thanh âm ôn hòa nói ác mộng biến mất, hà thần cũng không còn, cho nên, chỉ cần ngươi không nói, thì không ai biết được trong ác mộng đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết ngươi chính là kẻ phản bội dẫn đường kia cho dù xa đại sư sợ hãi, vẫn rung giọng thử tự chứng minh sự trong sạch ta, không phải phản đồ. Chuyện này quan trọng sao? Ai sẽ quan tâm chứ? Mặt họa thở dài. Vô luận ngươi có phải hay không, hiện tại ngươi cũng đã là âm thanh của mặt họa, phản phất mang theo một loại tà lực mê hoặc lòng người. Đại sư xa co quắp ngã xuống đất, mặt xám như tro. Một ý niệm trong đầu, thật sâu khắc sâu vào đáy lòng, ta là phản đồ ý nghĩ này, bị lời nói của mặt họa mê hoặc, thần niệm thâm hóa, khắc thật sâu ở trong lòng xa đại sư. Đôi mắt của xa đại sư, có một nháy mắt thất thần. Trong đáy lòng phản phất có cái gì đó đang sinh sôi mà mặt họa cũng căn bản không ý thức được, lúc nãy hắn nói chuyện, đã không tự giác dùng một chút pháp môn, đạo tâm chủng ma. Chỉ là loại đạo tâm chủng ma này còn rất thô thiển, cũng không phải thật sự giống như quỷ đạo nhân, gieo xuống, ma niệm, ở trong lòng người khác. Mà chỉ là dùng ngôn ngữ dao động đạo tâm của người khác, ở một mức độ nào đó, ở đáy lòng người khác, chôn xuống một tia thần niệm vạn vẹo nhận thức, hạt giống. Đây là một loại thần niệm chi pháp phức tạp mà miệt mờ. Mặt họa trước kia, căn bản sẽ không nhưng bây giờ đã cắn nuốt rất nhiều thần tủy, thần thức lại tiến thêm một bước biến chất, thần tính và nhân tính dung nhập vào đạo tâm. Mặt họa đã có thể, gần như bản năng vận dụng một ít, đã từng thấy qua nhưng căn bản không biết học được pháp môn thần niệm từ đâu. Thí dụ như loại, đạo tâm chủng ma, không có ma niệm này ta là phản đồ. Ánh mắt của xa Đại Sư có một chút hoảng hốt, con ngươi bị cháy xém, một lát sau lại khôi phục như thường, chỉ yên lặng ghi tạc câu nói này vào đáy lòng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ ta đã là phản đồ ta phản bội thần chủ không thể để cho thần chủ biết cũng không thể nói ra tiểu diêm vương này nếu không chuyện ta dẫn sói vào nhà sẽ bị thần chủ biết được đúng vậy tiểu diêm vương này nói không sai vô luận mình cố ý hay vô tình là cố ý hay là không cẩn thận đều là người dẫn đường dẫn hổ vào núi rừng đảng dẫn đường chết không đáng tiếc thần chủ sẽ không giảng đạo lý với mình cũng sẽ không nghe mình giải thích một khi bị thần chủ biết được mình chắc chắn sẽ đối mặt trừng phạt so với tử vong còn đáng sợ hơn bản thân xa đại sư đã nghĩ rõ ràng tất cả cũng thuận theo giữ bí mật cho tiểu diêm vương này chính là giữ được tính mạng cho mình hiểu rõ mặc họa hỏi sắc mặt xa đại sư tái nhật giọng nói khàn khàn nhưng vẫn kiên định nói đã rõ mặc họa rất hài lòng vị xa đại sư này coi như thức thời hơn nữa trên người hắn còn có nhân quả khác, tạm thời có thể tha cho hắn một mạng. Chỉ cần hắn giữ kín như bưng. Sau đó Mạc Họa liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, chợt nhớ tới một chuyện khác, nói với Sa Đại Sư, ngươi đem trận pháp thần đạo giao cho ta. Sa Đại Sư cả kinh. Ánh mắt Mạc Họa sắc bén, ở trên người ngươi đi. Trong ngoài làng chài, có không ít dấu vết trận pháp thần đạo. Mà dọc theo con đường này, bất kể là mở cửa, khai đàn, hiến tế hay là đi vào giấc mộng, phần lớn đều có quan hệ với trận văn, những trận văn này cũng đều nằm ở trong tay xa đại sư. Cho nên đại sư xa này, tất nhiên không phải tà trận sư đơn giản. Hắn ở lại làng chài này, ngoại trừ luyện tà đang ra, rất có thể còn phụ trách tà trận, cùng với trận pháp thần đạo bảo trì cùng tu sửa. Nói như vậy, trong tay hắn rất có thể có một bộ trận đồ thần đạo trận pháp hoàn chỉnh. Đại sư xa bị mặt họa nhìn chầm chầm, không dám giấu giếm, cười khổ nói, cái này, ta thật sự không có. Mặt họa không tin, vậy tà trận của ngươi, học từ đâu, xa đại sư đã vò mẻ không sợ mẻ, không giấu giếm nữa, nhưng thần sắc vẫn mang theo thành kính nói đây đều là thần chủ mượn mộng, truyền cho chúng ta. Chúng ta học cũng tốt, vẽ cũng được, đều phải mượn dùng thần niệm vĩ đại của thần chủ bằng không mà nói, dựa vào chính ta, là không nắm giữ được những trận pháp cao thâm này. Mặt họa nhíu mày. Truyền pháp trong mộng, mượn niệm họa trận, chẳng lẽ đây đều là thủ đoạn của đại hoang tà thần? Mặc họa nhìn sang đại sư xa, phát hiện vẻ mặt hắn sợ hãi, hẳn là không nói dối, nhưng mặc họa vẫn cảm thấy có một tia không hài hòa. Trận pháp thần đạo là trận pháp khắc chế thần minh. Vì sao lại do tà thần truyền thụ, hơn nữa thần minh, không phải không biết trận pháp sao, mượn dùng tà niệm, lại rốt cuộc là mượn như thế nào? Nói như vậy, quá gian long có thể ở miệng giếng, vẽ xuống trận văn giải phong huyết sắc, cũng là bởi vì mượn dùng một loại, tà niệm nào đó mượn dùng tà niệm mặc họa nhất thời suy nghĩ ung ùn. Sa đại sư nhìn bộ dáng trầm tư của mặc họa, không biết hắn là lại nghĩ tới cái gì, hay là đang đánh chủ ý xấu gì, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Cũng may cuối cùng mặc họa không có hỏi tới cái gì, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, đi thôi. Lúc này, Sa đại sư mới như trút được gánh nặng. Mọi người rời khỏi miếu Hà Thần, lên đường trở về. Trên đường đi phát hiện cảnh tượng của làng chài so với lúc đến lại có khác biệt. Bầu không khí ngột ngạt, phai nhạt đi rất nhiều. Mùi cá và mùi máu tươi cũng đang dần dần tiêu tán. Đông đảo yêu ma máu thịt trong đạo tràng giật mình thất thần, giống như bị rút, hồn phách, biến thành từng cái xác không hồn, dễ dụ gần như theo bản năng. Những tà ma trong vũng bùn huyết điệt cũng đều khô quắc mà chết. Vũng bùn cũng trở thành một vũng bùn bình thường. Thần lấy vật làm nền tảng. Nhưng cấp bậc thần, đã chết, vật cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Toàn bộ làng chài, hoặc là nói toàn bộ, bố đạo tràng của tà thần đã bắt đầu suy bại. Nhưng mà, mặt họa hiển nhiên còn không muốn buông tha cho tà thần này giảng đạo tràng. Lúc đến, cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hiện giờ, ác mộng đã tan biến, miếu thần sông sụp đổ, thần sông bị chém, hóa thân tà thần cũng bị, ăn, rồi. Trong làng chài này, đã không có bất kỳ người nào, bất kỳ thần thậm chí bất kỳ vật gì có thể tạo thành uy hiếp đối với mặt họa mặt họa lá gan lớn lên bắt đầu như châu chấu bay qua vơ vét đồ vật bất kỳ thứ gì có chút cổ quái đều bỏ hết vào trong túi gạch cột đá quảng trường trên đường một chút xíu dấu vết trận pháp cũng không buông tha thậm chí ngay cả đất cũng bị lật lên một lần tu sĩ cố gia thậm chí ngay cả đại sư xa đều dưới mặt họa sai sử bắt đầu từng chút từng chút đào đất, đem làng chài lật đáy lên trời. Từng đạo trận văn, bị mặt họa phát hiện, lại lần lượt ghi nhớ, cuối cùng chấp phá thành một bộ trận pháp hoàn chỉnh. Cứ như vậy, mặt họa dùng phương thức của mình, cộng thêm lý giải trận đạo uyên bác, bước đầu còn ra một bộ trận văn, trận su cùng mắt trận vẹn toàn, hơn nữa tự thành hệ thống trận pháp thần đạo chân chính, tu sĩ cố gia sinh lòng khâm phục, chỉ cảm thấy vị tiểu mặt công tử này quả nhiên hiếu học, lợi dụng hết thảy cơ hội, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp khó trách tuổi nhỏ như vậy cũng đã là tiểu trận sư được trường hoài công tử coi trọng chỉ có vẻ mặt của xa đại sư là khó có thể tin hắn biết điều này căn bản không có khả năng trận pháp thần linh truyền thụ há lại dễ hoàng nguyên như vậy đây căn bản không phải là chỉ đơn giản là gom đủ trận văn như vậy trước đó hắn càng là chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ trận sư nào có bản lĩnh dùng loại phương thức này để khôi phục trận pháp phương diện này tất nhiên còn có môn đạo trận học càng sâu trong lòng xa đại sư khiếp sợ tiểu công tử này trình độ trận pháp của hắn có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ trước đó đây không chỉ là một yêu nghiệt thần niệm còn là một trận pháp yêu nghiệt chân chính trong lòng xa đại sư sinh ra sợ hãi không dám có ý khác trong thái độ cung kính thậm chí mang theo vài phần khiêm tốn còn nguyên một bộ trận đạo trận đồ mặt họa rất vui vẻ làng chài cũng bị lật tung không sai biệt lắm mặt đất thậm chí giống như cày không có thứ tốt khác mặt họa cảm thấy mỹ mãn. Mọi người tiếp tục theo đường cũ trở về, đi qua cầu nhỏ, đi tới phụ cận nhà đánh cá lớn ở thôn trước. Mấy tu sĩ cố gia đóng ở đây, trong giữa Giang Long cùng mấy hắc y nhân khác, bởi vì cách khá xa, cho nên bình an vô sự. Đoàn người hội hợp, không hề do dự, áp giải hắc y nhân, trực tiếp đi ra ngoài ngư thôn. Đi thêm một lúc, liền tiến vào đường hầm khô cạn, một cái ao thật sâu ngăn ở trước mặt, trong ao có thủy yêu cường đại kia. Có tu sĩ cố gia muốn lặp lại chiêu cũ, ném cá chết vào trong ao. Mạc Họa lắc đầu nói, không cần. Lúc đến, sợ đánh rắn động cỏ, mới có thể bị thủy yêu đuổi qua sông, chính mình thậm chí còn té ngã. Trong lòng Mạc Họa có chút thù dai. Ta vẽ trận pháp, trước đem nước đốt khô, sau đó mọi người cùng nhau ra tay, đem thủy yêu này làm thịt, quân tử không báo thù đêm hôm qua, Mạc Họa thầm nói trong lòng, sau đó bắt đầu bày trận pháp hắn cũng không quá khoa trương, dùng thần thức ngự mực bày trận pháp, mà trước tiên dùng trận bàn bày ra mấy đạo địa hỏa trận, tự mình động bút, lại vẽ mấy bức ly hỏa trận lên gạch đá. Sau đó trận pháp mở ra, ánh lửa tràn ngập, sóng nhiệt đập vào mặt. Toàn bộ ao nước đều trở nên nóng hổi, ao nước nóng rực sôi trào, hơi nước nồng đậm bốc lên. Chỉ chốc lát sau, đáy nước truyền đến tiếng gào thét. Thủy yêu ngâm nước sôi, dãy dụa trong nước, rống giận, nhưng nó da dày thịt béo, nước sôi không gây thương tổn được nó chỉ có thể khiến nó tạm thời ở trong đau đớn nước sôi lửa bỏng không đến nửa canh giờ nước trong ao đã cạn khô con thủy yêu xấu xí dữ tợn kia nằm dưới đáy ao một đôi con ngươi màu xanh vàng trợn mắt nhìn mọi người mặt họa vung tay lên mười mấy tu sĩ cố gia lập tức đồng loạt xông lên lúc bọn họ đến cũng bị thủy yêu này đuổi qua còn có một đồng bào máu thịt bị thủy yêu gặm nửa chân trong bụng cũng nghẹn lửa lúc này ra tay càng không có một chút khách khí. Thủy yêu không có nước, thực lực đại giảm. Tu sĩ cố gia phối hợp ăn ý, hoặc công hoặc phòng, rất có kết cấu, chỉ trong thời gian một ném nhang đã làm thịt con thủy yêu nhị phẩm đỉnh phong này. Cố an động đao, mổ bụng thủy yêu. Bên trong tanh hôi không thôi, lại có xương cốt của người chưa tiêu hóa, hiển nhiên đã quen ăn thịt người, ở đáy giếng này, cũng không biết đã ăn qua bao nhiêu tu sĩ. Giết nó, cũng coi như là trừ hại sau đó dưới sự ra hiệu của mặt họa, đám người cố gia chịu đựng mùi tanh hôi, liền đem thủy yêu này, phân thay. Bọn họ không phải săn yêu sư, cho nên làm sao để lấy tài liệu, còn phải nghe theo chỉ thị của mặt họa. Mặt họa ở một bên chỉ huy, từ nơi nào hạ đao, chỗ nào khai lân, chỗ nào lót xương, chỗ nào lột thịt, nói được rõ ràng ràng. Thủy yêu này bị bóc ra huyết nhục, lóc xương lấy đan, chết cũng rõ ràng. Sau khi bóc ra tài liệu, Cố An lấy một quả yêu đang màu lam nhạt, còn có một cây xương sống màu trắng ống ánh, đưa cho mặt họa. Thủy yêu đa nhị phẩm đỉnh phong, trải qua lò luyện đang luyện hóa, đốt sạch yêu lực quế khí, có thể làm thuốc, giá trị không ít linh thạch. Xương sống lưng này cũng là đồ tốt, thủy tính tràn đầy, xương cốt cứng rắn, là tài liệu tốt nhất để luyện chế linh kiếm. Mặt họa ngẩn ra, luyện chế linh kiếm, cố an gật đầu. Bọn họ không phải săn yêu sư, đối với chuyện săn giết yêu thú, bóc lấy tài liệu không quen nhưng xuất thân cố gia bọn hắn lại nhậm chức tại đạo đình ti đối với kiến thức cùng công dụng tài liệu yêu thú vẫn tương đối tinh thông linh kiếm muốn phôi kiếm bình thường sẽ dùng kim thạch hoặc là xương cốt yêu thú làm tài liệu kim thạch dễ kiếm xương sống lưng yêu thú thượng hạng lại khó có được con thủy yêu này thực lực nhị phẩm đỉnh phong không biết sống bao lâu xương sống lưng nó dùng để làm kiếm phôi không còn gì thích hợp hơn kiếm phôi trong lòng mặt họa khẽ động. Hắn cũng muốn làm kiếm tu, chỉ có điều không có căn cơ kiếm tu truyền thừa, kiếm khí không được, linh thạch không giàu có, linh kiếm cũng không được. Nhưng hiện tại mình đã học được, hóa kiếm thức, thần niệm hóa kiếm, miễn cưỡng xem như nhập môn, về sau nửa đường xuất gia, là một, kiếm tu gà mờ cũng nói không chừng. Húng chi, thần niệm hóa kiếm, cũng thành lập trên cơ sở kiếm pháp. Một thanh linh kiếm tốt, vẫn phải dùng. Chỉ là mặt họa mắt nhìn Cố An. Các ngươi đều không cần yêu đang cùng yêu cốt này sao? Cố An rất đúng mực nói. Chúng ta phụng mệnh làm việc, đạo đình ti sẽ phát bổng lộc, kế toán công huân, những tài vật này, không thể tham ô. Húng chi, lần hành động này, toàn ý lại tiểu công tử nhạy bén hơn người, trận pháp uyên bác, điều hành có phương pháp, đây vốn là tiểu công tử nên được. Mặt họa cũng bị hắn khen đến có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, cố an thì lo cho mình, còn có những tu sĩ cố gia này nhất định là nể mặt cố thúc thúc mới có thể khách khí với mình như vậy có chỗ tốt cũng tặng cho mình nhưng những người như bọn họ cũng chỉ là con cháu thế gia bình thường cố an chú ý đến hai huynh đệ địa vị ở cố gia hẳn là cao một chút nhưng đoán chừng cũng không tính là dòng chính đệ tử thế gia bình thường lăn lộn kiếm chút công hưng cũng rất vất vả ngày bình thường kiếm chút linh thạch tu luyện đoán chừng cũng không dễ dàng huống chi sau này mình có việc còn muốn làm phiền những đại ca cố gia này. Mặt họa suy nghĩ một chút, liền nhận lấy yêu cốt, ta nhận xương sống lưng này, về sau nói không chừng có thể dùng để luyện linh về phần yêu đan này, tiểu an ca cầm đi bán đi. Có được linh thạch, chia cho mọi người một chút dùng để tu luyện, hoặc là uống rượu cũng tốt. Cố an khẽ giật mình, còn muốn chối từ. Mặt họa liền quả quyết nói, cứ quyết định như vậy đi. Cố an sửng sốt, mỉm cười, liền chấp tay nói, vậy thì đa tạ tiểu mặt công tử tu sĩ cố gia khác tất cả đều vui vẻ thành tâm hành lễ với mặt họa đa tạ tiểu mặt công tử yêu đa nhị phẩm đỉnh phong của thủy yêu có chút quý trọng nếu bán đi mỗi người đều có thể được chia không ít linh thạch mà mặt họa đoán không sai thế gia tuy lớn nhưng người há mồm ăn cơm cũng nhiều những con cháu gia tộc bình thường như bọn họ ngày thường ăn mặc chi phí đạo hữu xã giao tu hành học nghệ đều phải dùng linh thạch cũng không giàu có như vậy nhiệm vụ đạo đình ti nguy hiểm quy củ cũng nhiều có thể kiếm thêm chút thu nhập đúng là không dễ có tu sĩ cố gia cười nói tiểu mặt công tử lần sau lại có gì phân phó ngài cứ việc nói những người khác cũng dồn dập phụ họa không sai chúng ta sẽ tận hết sức lực ừm ừm. mặc họa cười hiếp mắt gật đầu sau đó mọi người rời khỏi đáy giếng về tới làng chài giếng đáy hầm ngầm không thấy mặt trời, một mực tối tăm mờ mịt, nhưng bên ngoài đã là ba ngày, ánh mặt trời chiếu rọi, trong làng chài, khắp nơi sáng ngời. Mặt họa buông thần thức ra, xem xét tình hình trong làng chài. Đám ngư tu thần thức, đều đã từ trong ác mộng khôi phục, thần sắc cũng không còn ngẫu nhiên mê mang thất thần, chỉ là đa số sắc mặt tái nhợt, tinh thần không phấn chấn. Đây là dáng vẻ thần thức bị hao tổn. Bọn họ thờ phụng tà thần, thần thức hoặc nhiều hoặc ít đều bị cắn nuốt một chút, cho nên thần thức có hao tổn, là chuyện bình thường, bình thường tỉnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt, hẳn là sẽ không có trở ngại gì. Mặc họa quét mắt một lần, lại xác nhận một lần, không phát hiện vấn đề khác, lúc này mới triệt để yên lòng. Vu Đại Hà ôm hai đứa bé về nhà, đặt hai đứa bé lên giường, cho ăn chút thanh tâm đan, hoặc lạc đan, lại dùng linh lực khơi thông kinh mạch. Qua một lúc, hai đứa bé cũng dần dần tỉnh lại, thấp giọng hô một câu, cha, gia gia, lão vu vui mừng không xiết, đối với mặt họa càng cảm động đến rơi nước mắt. Vu Đại Hà kéo hai đứa bé, muốn dập đầu bái tạ mặt họa. Mặt họa liền tranh thủ ngăn cản bọn họ. Không cần khách khí, mặt họa hiền lành cười nói, nhưng vừa quay đầu, thần niệm chứng kiến lại là khẽ giật mình, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Hai đứa nhỏ, hình như có chút không đúng nhìn bề ngoài, hai đứa bé vẫn giống như trước, thân thể không có một chút vết thương nhưng hai má và tay chân của bọn họ lại có thêm một chút ấn ký thần niệm màu trắng nhạt, vô cùng dị thường. Trong lúc hô hấp, thần niệm rung động, cũng giống như vây má của cá. Chỉ là tu sĩ tầm thường, căn bản không nhìn thấy mà thôi. Mặt họa khẽ nhíu mày, không khỏi nhớ tới tình cảnh hai đứa nhỏ này quỳ gối trước bàn thờ, bị hai con ngư yêu đặc thù đồng hóa, hai bên má mọc ra mang cá, tay chân hóa vây. Dường như cho dù được cứu ra từ trong ác mộng, hai đứa bé này vẫn bị thần sông ảnh hưởng xảy ra một số biến dị ngoài dự liệu cũng không biết loại dị biến này là tốt hay xấu mặt họa trong lòng thở dài hơi trầm tư liền từ trong túi trữ vật móc ra mấy quyển bí tịch một quyển bạch lãng quyết bên trong kèm theo một phần bạch lãng thân pháp cùng với một quyển khu thủy tị yêu thuật đây là thủy hệ truyền thừa mặt họa lấy được từ trên người giang long những truyền thừa này ở trong tay mặt họa chỉ là mấy quyển công pháp hoặc là pháp quyết phổ thông. Nhưng đối với những ngư tu xuất thân nghèo khổ, hơn nữa sống nương theo dòng nước này mà nói, cơ hồ có thể coi là đỉnh cấp tu đạo truyền thừa. Bọn họ dựa vào nước uống nước, loại công pháp thân pháp thủy hệ và tỳ yêu thuộc này đặc biệt quý giá. Những công pháp bí tịch này, các ngươi cầm đi, để hai đứa nhỏ học cho tốt, mặt họa nói. Vua Đại Hà cầm mấy quyển bí tịch này, tay cũng đang run rẩy lão vu cũng không biết nói cái gì cho phải vẻ mặt kích động hốc mắt đỏ bừng chỉ liên tục cảm kích nói cảm ơn tiểu công tử cảm ơn mặc họa lại dặn dò bọn họ tốt nhất là học trộm không nên để lộ công pháp ra ngoài nhưng những loại yêu thuật khu thủy tỵ yêu này xem như một loại pháp môn săn yêu khu tránh thủy yêu có thể dạy cho những người khác trong thôn vân vân chúng ta đều nghe tiểu công tử ngài hai cha con lão vu đầu liên tục gật đầu càng là thiên ân vạn tạ đối với mặc họa chuyện ở làng chài nhỏ tạm thời kết thúc một thời gian. Sa đại sư, người áo đen, cùng với mấy người quá gian long, đều sẽ do cố an bọn họ áp giải về đạo đình ti. Loại chuyện này, mặt họa cũng không cần phải xen vào. Chuyện hắn nên làm đã làm xong, phải về tông môn, bán đồ ăn ngoài, rồi. Chỉ là rời khỏi làng trà nhỏ, đi đến ven đường, lúc sắp tách ra, mặt họa chợt nhớ tới trước đó, sa đại sư từng nói một câu, nửa ngày nữa là có thể luyện xong lô đa này, các ngươi cầm đi giao cho công tử, ta cũng coi như báo cáo kết quả công tác. Luyện đan xong, giao cho công tử, mặt họa nhìn đại sư xa, hỏi, ngươi luyện đan, muốn giao cho ai, xa đại sư ngẩn ra, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, là giao cho, công tử. Nhưng ta chỉ để ý luyện đan, chưa bao giờ gặp mặt công tử. Mặt họa khẽ vuốt cầm, ánh mắt lại đảo qua những người khác, cuối cùng rơi vào trên người Giang Long quá giang long thần sắc trấn định nhưng thần thức thập phần bất an ánh mắt mặt họa ngưng lại liền hỏi ngươi biết công tử là ai không quá giang long không dám trả lời mặt họa lại hỏi những đan dược này đều là do ai đưa cho công tử da mặt quá giang long rung lên ngón tay nhịn không được run rẩy lên trong lòng mặt họa liền hiểu hắn nhìn quá giang long sau đó nhà nhạc ra lệnh ngươi bây giờ liền đem đan dược đã luyện xong đưa cho công tử Mặt Họa muốn biết, công tử này, đến tột cùng là ai, da đầu quá gian long tê dại, cắn răng nói, ta không đưa, chưa chắc sẽ chết, nhưng ta đưa, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt Họa lạnh lùng nói, ngươi không đưa, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao ngươi cũng vô dụng, ta trói ngươi lại, cột mấy lỗ máu, ném vào sông Yên Thủy cho Thủy yêu ăn. Nếu như ngươi đi đưa đan dược, ít nhất sẽ không chết ngay bây giờ. Quá gian Long trong lòng phát lạnh. Hắn biết, tiểu công tử diện thiện tâm ác này, sẽ không nói đùa với hắn. Tiểu công tử này lòng dạ độc ác, nói giết hắn, tất nhiên sẽ không nương tay. Quá giang long lòng giải dụ hồi lâu, lúc này mới nói, được, ta đi đưa. Nhưng ta vẽ mặt mặt họa lạnh lẽo, đừng đưa điều kiện với ta, ngươi đi đưa đang, ta để ngươi sống sót tiến vào đạo ngục, ngươi không đưa, bây giờ liền đi địa phủ. Quá giang long sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không đường có thể chọn, chỉ có thể gật đầu đồng ý đưa đi đâu mặc họa hỏi quá giang long thở dài nói hạ lưu yên thủy hà có một bến đò nhỏ tuy là bến đò nhưng đã hoang phế nhiều năm ít ai lui tới buổi tối giờ tuất sẽ có một chiếc thuyền nhỏ không người đi ngang qua bến đò mặc họa khẽ gật đầu lại thấy giang long liền dừng lại ở đây hỏi sau đó thì sao sau đó quá giang long cười khổ ta cũng không biết mặc họa vẻ mặt không vui quá giang long vội vàng giải thích mỗi lần leo lên thuyền nhỏ, mặc cho nó trôi nổi trên mặt sông, không đến một canh giờ, sẽ đưa ta đến mục đích. Nhưng mỗi lần điểm đến đều không giống nhau, ta cũng không biết ở đâu mặt họa nhíu mày, trên đường sẽ gặp được tu sĩ khác sao, quá gian long lắc đầu, không có. Mặt họa hơi suy tư, liền nói, vậy ngươi dẫn đường. Quá gian long gật đầu. Sau đó mọi người chia binh hai đường, cố an cùng cố toàn đi theo mặt họa, cùng quá gian long đồng hành, đi tìm hiểu nguồn gốc, bắt được vị công tử trong truyền thuyết kia những tu sĩ cố gia khác thì áp giải xa đại sư và những người áo đen khác đi tới đạo ngục mặc họa chỉ muốn biết cái gọi là công tử hoặc là các công tử đến tột cùng là ai chưa chắc sẽ động thủ vạn nhất thật động thủ tại nhị phẩm châu giới có cố an cùng cố toàn hai người như vậy đủ rồi cố an nếu đánh không lại vậy những người khác đi cũng không có ý nghĩa mặt họa từ trong túi trữ vật của Sa Đại Sư, lấy ra một cái, ném cho quá Giang Long, bên trong đựng chính là một ít, nhân đan, tà đạo mà Sa Đại Sư luyện chế xong trước đó. Những đan này, là dùng để câu cá. Đối diện nếu tu vi yếu, có thể làm cái, nhân tan cũng bắt được. Nếu như đối diện tu vi cao, đánh không lại, vậy thì đơn thuần dùng để câu cá, nhìn xem cá ăn, mồi câu, này, đến tột cùng là giống gì. Trước khi đi, mặt họa lại cho xa đại sư một ánh mắt nguy hiểm. Ý là để hắn thành thật một chút, miệng ngậm chặt, không nên tự tuyệt đường sống. Trong lòng xa đại sư phát khổ. Hắn đường đường là trúc cơ hậu kỳ, tà đang sư nhị phẩm kim tà trận sư nhị phẩm, thế mà lại luôn lạc tới mức bị một thằng nhóc con uy hiếp như thế. Nhưng hắn cũng không dám biểu lộ bất mãn. Tiểu quái vật thần niệm này thật sự quá đáng sợ, thần sông đại nhân có thể đã bị hắn làm thịt, hắn căn bản không dám đụng vào rủi ro của mặt họa. Đại sư xa mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vô cùng biết điều. Sau đó hai đội chia nhau làm việc. Quá Giang Long ở phía trước dẫn đường. Vì không để cho người ta nghi ngờ, phật Linh Tỏa trên người Quá Giang Long bị dỡ xuống, quần áo cũng đổi thành quần áo ngư tu phổ thông, cũng không có thi gia thủ đoạn giam cầm khác, nhìn qua hết thảy như thường. Nhưng mặt họa lại yên lặng nhét một cái ly hỏa trận bàn vào trong ngực hắn ngươi không thành thật, ta sẽ đem ngươi nổ chết. Mặt họa uy hiếp đến. Quá giang long khóc không ra nước mắt. Sau đó mọi người lên đường. Cố an cùng cố toàn, mở ra thủy ẩn ngọc, mặt họa thì thi triển tiểu ngũ hành nặc tung thuật, ba người ẩn thân, đi theo phía sau quá giang long. Trong lòng quá giang long tức trận bàn, không dám có hai lòng, liền thành thành thật thật, mang theo ba người mặt họa, đi tới hạ du yên thủy hà, trước một bến đò vắng vẻ, vả lại hoang phế đã lâu. Thủy tảo xanh biếc, ánh sông lấp lánh. Quá Giang Long ngồi ở trước bến đò chờ, ba người mặc họa ở phía sau nhìn chằm chằm. Mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn buông xuống, bóng đêm thâm trầm. Đại khái giờ tuất, bến tàu nhỏ cô đơn bỏ hoang quả nhiên từ nơi xa bay tới một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền không lớn, làm bằng gỗ, chỉ có thể chứa được 4-5 người. Quá Giang Long quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng lên thuyền nhỏ mặt họa trầm tư một lát liền nói chúng ta cũng đi cố an gật đầu ba người ẩn thân cũng lặng lẽ lên thuyền thuyền hơi chao đảo hơi ngập nước sau đó lão đảo trôi theo dòng sông ánh trăng thanh lãnh chiếu lên mặt hồ tĩnh mịch mà duy mỹ nhưng mấy người trên thuyền trong lòng đều có chút thấp thỏm đều tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng cái gì đó mấy người không nói chuyện bốn phía yên tĩnh, chỉ có nước sông chảy xuôi. Không biết bay bao lâu, cũng không biết bay tới nơi nào, mặt họa bỗng nhiên ngẩn ra, hướng bốn phía cảm giác một chút, sắc mặt trầm xuống, tam phẩm châu giới, chiếc thuyền nhỏ này, lại đưa bọn họ tới hà vực của châu giới tam phẩm. Mặt họa là trận sư, lại tận mắt nhìn thấy thiên đạo đại trận, đối với khí tức của châu giới tương đối mẫn cảm, lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, khí tức xung quanh trở nên thâm thúy, một thân tu vi linh lực của mình, cũng biến thành nhỏ bé hơn rất nhiều đây là bởi vì quy tắc thiên đạo nâng cao hạn chế cảnh giới nơi này đã là tu sĩ kim đan có thể toàn lực thi triển tam phẩm châu giới cố an cùng cố toàn cảm giác trì động chút nhưng nhờ có mặt họa nhắc nhở cũng ý thức được không đúng quá gian long thì một mặt bối rối ta ta cái gì cũng không biết thuyền nhỏ không chịu hắn khống chế bay tới đâu căn bản không phải hắn định đoạt cố an thấp giọng hỏi tiểu mặt công tử muốn về không tam phẩm châu giới đã vượt ra khỏi phạm vi tu vi của bọn họ nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn họ chưa chắc có thể bảo đảm mặt họa chu toàn mặt họa nhíu nhíu mày trở về kỳ thật cũng được trên chiếc thuyền nhỏ này kẻ trận pháp thủy hệ tìm đường và tuần hành sửa lại trận pháp liền có thể bay trở về đường cũ nhưng mặt họa có chút không cam lòng con cá sắp cắn câu rồi hắn cũng không tiện thu cần vào lúc này mấu chốt nhất là mặc dù là ở tam phẩm châu giới nhưng trong dự báo thiên cơ của mặt họa cũng không có loại cảm giác nguy cơ sinh tử một đường tiến đến trước khi sát cơ đến trước tiên xem một chút đi mặt họa nói cố an cùng cố toàn mặc dù cảm thấy bất an nhưng cũng chỉ có thể gật đầu thuyền nhỏ tiếp tục trôi lại không biết qua bao lâu mặt họa lại thấy được bên bờ bên bờ có bến đò trên bến đò có mấy chỗ đèn đuốc mặt họa có chút ngoài ý muốn nơi này nhìn lại có người ở dường như cũng không phải là nơi vắng vẻ. Cẩn thận một chút. Mặt họa dạng dò. Vâng. Cố An cùng cố toàn trầm giọng đáp lại. Thuyền nhỏ cứ như vậy lắc lư, giống như một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bình thường về muộn, chậm rãi tới gần bến đò bên bờ. Đến bến đò, có người đã sớm chờ, thấy Giang Long, mở miệng liền hỏi, ngươi đánh cá hả? Quá Giang Long hơi liếc mắt về phía sau, sau đó giọng ồm ồm nói, đưa trước linh thạch, ta lại cho ngươi cá người nọ bất mãn nói trước tiên xem cá có mới không sau đó mới cho ngươi linh thạch quá giang long nói vừa bắt khẳng định mới mẻ người nọ lại hỏi ngươi muốn bao nhiêu linh thạch quá giang long báo số người nọ lắc đầu quá cao ta muốn đi hỏi ông chủ một chút quá giang long liền nói ta theo ngươi cùng đi miễn cho ngươi ở sau lưng nói cá của ta không tươi ngon người nọ liền gật đầu nói ngươi đi theo ta quá giang long hơi do dự liền từ trên thuyền nhảy lên bờ, đi theo phía sau người nọ, trực tiếp đi đến một gian tử quán bên cạnh. Đợi hai người đi xa một chút, mặt họa cùng cố an cùng lên bờ, đồng thời xa xa theo ở phía sau, mãi cho đến trước quán rượu. Quán rượu lộ thiên, diện tích rộng rãi. Bốn phía vây quanh bằng hàng rào trúc, trong viện bày biện bàn, tu sĩ lui tới nghỉ chân uống rượu tại đây. Ngoài viện cũng rải rác, bày mấy cái bàn, chẳng qua đơn sơ hơn rất nhiều. Lúc này ngoài viện cũng có mấy người uống rượu, một người trong đó, quần áo vải thô, đội nón rộng vành, uống rượu mạnh. Ánh mắt mặt họa dừng lại trên người này một hồi, sau đó liền dời đi, sau đó cùng cố an chú ý hết thảy, tức bước đi vào trong viện tử quán. Trong viện tử quán, quá giang long lúc này đang cung kính đứng. Một bàn đối diện, ngồi bốn tu sĩ, ăn mặc tương đối khiêm tốn, nhưng quần áo túi thơm, hoàng bội ngọc sức, đều thập phần xa xỉ quý giá mà một người trong đó, mặt họa nhận ra. Chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cũng cùng quá giang long âm thầm có giao tình, kim công tử kia. Quá giang long đem túi trữ vật chứa, nhân đan, đặt ở trên mặt bàn. Kim công tử không kiên về chút nào, trực tiếp lấy ra bình thuốc, đặt ở chóp mũi hít hà, cực đầu nói chất lượng không tệ, mùi vị cũng đủ. Quá giang long chấp tay nói, kim công tử thích là được. Kim công tử từ chối cho ý kiến, sau một lúc lâu thở dài một câu bảo ngươi hảo hảo bán cá bảo đã ngươi tu đạo không lo ngươi làm sao lại gọi cho ta mấy con rùi tới kim công tử còn chưa dứt lời mặt họa lập tức biết hành tích bại lộ quyết định thật nhanh nói động thủ cố an trong nháy mắt bài trừ ẩn thân một đao bổ tới kim công tử kim công tử cười lạnh chập ngón tay ngưng tụ thành một đạo kiếm quang màu vàng hướng cố an đánh tới lưỡi đao và kiếm quang đụng vào nhau huyết khí và kiếm khí chấn động là một cái bàn vuông bị chấn nát bấy. Nhưng Cố An không hề lui bước, hắn là tu vi trúc cơ hậu kỳ, tu vi cao hơn Kim Công Tử. Hơn nữa cũng học xong tử liên hoàng đao pháp của Cố Gia, mặc dù kém hơn đoạn kim kiếm quyết, nhưng có tu vi thâm hậu gia trì, cũng không kém quá nhiều. Ngược lại là Kim Công Tử, bị đao thế chấn đến sắc mặt trắng nhợt. Cố An áp sát người, lại là một đao. Đao này nhanh hơn. Kim Công Tử không kịp ngưng tụ kiếm khí, chỉ có thể rút lui về phía sau nhưng đau của cố an vẫn kề sát gò má của hắn từ trên xuống dưới cắt xuống cắt mất mấy túng tóc kim công tử chật vật không chịu nổi sắc mặt khó coi đến cực điểm mặt họa khẽ lắc đầu đồ ăn như vậy mà còn muốn khoe khoang giả vờ giống như cao thủ kết quả ở trong tay tiểu an ca ngay cả hai chiêu cũng không qua được kim công tử tự hồ cũng ý thức được mình không phải đối thủ của cố an cùng tiến lên mấy tên đệ tử hoa phục chung quanh nhau nhau cười lạnh, sau đó ngưng kết ra kiếm quang màu vàng. Xem ra, phần lớn đều là đệ tử đoạn kim môn. Trong quán rượu, một số khách uống rượu đơn thuần chỉ là uống rượu, thấy hai bên dương cung bạc kiếm, đã sớm tan tác như chim muôn. Loại chém giết náo nhiệt như đau thật này, bọn họ cũng không có gan xem. Đại chiến hết sức căng thẳng, quán rượu lập tức loạn thành một đoàn. Hai huynh đệ cố an cùng cố toàn bắt đầu liên thủ, khi triển xong tử liên hoàng đao của cố gia, giao thủ với đoàn người kim công tử. Trong lúc nhất thời, đao quan kiếm ảnh, sát khí tung hoành. Kim công tử tổng cộng có 6 người, phần lớn đều là trúc cơ trung kỳ, chỉ có một trúc cơ hậu kỳ, nhưng tu vi kém xa kinh nghiệm đấu pháp chém giết của hai người cố an, cũng không bằng cố an, hai vị đạo đình ti chấp ti này. Bởi vậy dù lấy ít địch nhiều, cố an cùng cố toàn cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong sân nhất thời bất phân thắng bại. Đúng lúc này, một đệ tử đoạn kim môn cao to nói với Kim Công Tử, các ngươi kéo dài thời gian một chút, ta thúc giục kiếm quyết, tốc chiến tốc thắng, Kim Công Tử bị ánh đao áp chế, cắn răng nói, được, sau đó mấy người đoạn kim môn, thân hình giao thoa, thế công biến hóa. Đệ tử đoạn kim môn cao to lui ở phía sau, mượn mấy người còn lại yểm hộ, bắt đầu tay niết kiếm quyết, ngự kiếm lên, ngưng tụ kiếm quang. Mặt họa liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là truyền thừa trấn phái chân chính của đoạn kiếm môn, đoạn kim ngự kiếm quyết. Bất quá, cũng không biết hắn là trong lúc tình thế cấp bách đã quên, hay là cảm thấy kiếm pháp của mình cũng đủ thuần thục, không cần vẽ vời cho thêm chuyện, cũng không có thi triển kim thân thuật trước đó, hoặc là thôi phát một quả kim thân phù. Không cẩn thận quá, mặc họa lắc đầu. Sau đó thừa dịp người này dùng hết khí lực bú sữa, chuyển linh lực đến cực hạn, kiếm khí tích xúc đến cực hạn mặc họa điểm nhẹ ngón tay một cái, ba quả cầu lửa theo thứ tự gào thét bay ra. Một viên dẫn đầu, một viên đã tâm mạch, một viên thẳng đến khí hải. Ba quả cầu lửa này, tốc độ cực nhanh, ra tay xảo quyệt. Đệ tử đoạn kim môn cao to đang tập trung tinh thần toàn lực ngự kiếm, căn bản không kịp phòng bị đã bị ba quả cầu lửa đánh trúng chỗ yếu hại. Kiếm chiêu bị cắt đứt, linh lực hỗn loạn. Đệ tử đoạn kim môn thi triển kiếm quyết, miệng phun máu tươi. Cố an cùng cố toàn một mực phân tâm đề phòng thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đối với mặt họa sinh lòng cảm kích đoạn kim ngự kiếm quyết của đoạn kim môn, nếu thật sự bị người này dùng, tình huống liền có chút không ổn. Mà đoàn người kim công tử, thần sắc trong nháy mắt đều ngưng trọng lên. Còn có người, hai bên dừng tay một lúc, kim công tử đứng lại, ánh mắt băng khoăn nhìn hai người cố an cùng cố toàn, lạnh lùng nói bọn chuột nhắc phương nào. Giấu đầu hở đuôi, mặt họa suy nghĩ một chút, vẫn chậm rãi hiện ra thân hình. Vẽ mặt kim công tử trì trệ. Tu sĩ nhỏ như vậy hắn nhíu mày hỏi, tiểu quỷ, ngươi có thân phận gì? Trước đó ta hẳn là, chưa từng thấy ngươi, mặt họa không trả lời. Bên cạnh Kim Công Tử, liền có người nói, hai huynh đệ kia, tu đạo Pháp, là cố gia liên hoàng đao, tiểu quỷ này, chắc là người cố gia, cố gia, ánh mắt Kim Công Tử âm độc. Mặt họa từ chối cho ý kiến, hắn suy nghĩ một chút, bắt đầu vẽ mặt chính khí, chất vấn Kim Công Tử, ta mặc kệ ngươi họ Kim, hay là họ Ngân, Ngươi đều đã xúc phạm đạo luật buôn bán tu sĩ, sát hại mạng người, trái với lệnh cấm, tư luyện nhân đan, cái nào cũng đều là trọng tội, ngươi sớm tự thú, đỡ phải chịu khổ." Kim công tử tức giận, sau đó cười nhạo nói, "Đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, ngươi biết cái gì? Đạo luật là thứ dùng cho người phía dưới, không cần đến trên đầu ta." "Tự thú? Ta sợ ta thật tự thú rồi, miếu nhỏ đạo đình ti, cũng không nhất định giữ được ta." mặt họa vẽ mặt căm phẫn nói vậy ngươi đã thừa nhận thừa nhận ngươi buôn bán tu sĩ hại tính mạng người tư luyện nhân đan kim công tử không nói lời nào mặt họa mang vẻ châm chọc dám làm không dám nhận thì ra cũng là thứ hèn nhát ta còn tưởng rằng ngươi là một đại ác nhân có mặt mũi hóa ra chỉ là kẻ nhát gan giấu đầu lòi đuôi để người khác bán mạng cho ngươi khẩu khí vừa rồi không phải rất lớn sao sao bây giờ câm rồi còn nói đình ti chứ không nổi ngươi, mặt ngươi so với cái mông còn lớn hơn, Kim công tử trong nháy mắt lửa giận bừng bừng. Trong lòng hắn biết rõ, biết rõ tiểu quỷ này đang khích tướng hắn. Nhưng chính vì khích tướng hắn, là một tiểu quỷ miệng còn hôi sữa, hắn mới cảm thấy một cổ khí nghẹn ở cổ họng, căn bản nuốt không trôi. Có đôi khi, đi ra lăn lộn, mặt mũi chính là uy nghiêm. Có người châm chọc ngươi, ngươi chém hắn, ném xuống sông cho thủy yêu ăn từ đó không ai dám khinh thị ngươi. Nhưng nếu trái lại, có người cười nhạo ngươi, ngươi im lặng không lên tiếng, không có biểu thị gì, tất cả mọi người sẽ miệt thị ngươi. Nếu ngay cả tiểu tử thối chưa dứt sữa này cũng dám chế nhạo mình trước mặt mọi người, mắng mình, sợ, thứ hèn nhát, vậy sau này còn được. Là người, đều sẽ dẫm một cước lên đầu mình, các công tử cũng sẽ cảm thấy, mình bôi nhọ thân phận của bọn họ, sau này không xứng làm việc cho bọn họ nữa ánh mắt kim công tử dữ tợn, nhếch miệng cười. Được được, ngươi không phải muốn ta thừa nhận sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, ngươi nói không sai, nhưng vậy thì sao, ta là buôn bán tu sĩ, là giết một ít tiện chủng, là luyện nhân đan, vậy thì thế nào, ai tới quản ta? Là ngươi tiểu bất điểm này? Hay là chó săn, bị thế gia đúc cho miệng đầy dầu mở đạo đình ti, cho dù ta thừa nhận, các ngươi có thể làm gì được ta, ngươi cho rằng, ta cùng những tu sĩ đê tiện chịu sự quản lý của đạo luật kia là giống nhau sao giấc mấy tên tiện chủng hèn mọn luyện mấy lò đang dược lại có cái gì gọi là ánh mắt kim công tử vạn vẹo biểu tình có chút xấu xí mặt họa nhíu nhíu mày thần sách dần dần băng lãnh tiểu an ca tiểu toàn ca chính miệng hắn thừa nhận phế tứ chi của hắn áp tải hắn về đạo đình ti đi cố an cùng cố toàn cũng đều mặt mang tức giận kim công tử sửng sốt một chút không giận mà cười các ngươi thật sao cố an cùng cố toàn đều cầm đao huyết khí sôi trào muốn đem toàn lực đem một đoàn người kim công tử bắt lại nhưng bọn họ vừa mới cất bước một đạo thủy kiếm khí trong suốt như thực chất đột nhiên xuất hiện bổ vào trước mặt họ kiếm này ngưng luyện linh lực uy lực thập phần đáng sợ chỉ một đạo kiếm quan nhẹ nhàng đã bổ ra một khe rảnh rộng vài thước trên mặt đất cố an cùng cố toàn bị kiếm ý này chấn nhiếp sắc mặt trắng bệch kiếm tu kim đan sau lưng kim công tử một người chậm rãi đi ra một thân đạo bào màu thủy lam khuôn mặt trắng nõn khí tức thâm hậu cố an cùng cố toàn lúc trước lại căn bản không có lưu ý đến hắn bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm lên cố an cùng cố toàn ánh mắt nghiêm túc đem đao thế thôi phát đến cực hạn yên lặng đem mặt họa che ở sau lưng kiếm tu mặt đạo bào thủy lam này chỉ cười khinh miệt thái độ từ trên cao nhìn xuống nói các ngươi quỳ xuống cặm ba cái đầu cũng thề không nói ra những gì nhìn thấy hôm nay, ta liền thả các ngươi rời đi. Cố an cố toàn thần sắc giận dữ, còn chưa nói gì. Kim công tử thần sắc dữ tợn nói, không được, giết bọn chúng đi. Bọn chúng phải chết, nhất là tiểu quỷ miệng nói vô hình kia, kiếm tu mặt đạo bào thủy lam khẽ nhíu mày. Cố an cùng cố toàn cũng đều trong lòng phát lạnh. Bọn họ cũng không quan trọng, nhưng tiểu mặt công tử cũng không thể có bất kỳ sơ suất gì cố an trầm giọng nói chúng ta là người của cố gia cố gia kim công tử dở cợt cố gia cũng phải chết ánh mắt kiếm tu mặc đạo bào thủy lam lập lòe thấp giọng nói hay là không nên phức tạp chết kim công tử nói với vẻ tùy tiện tất cả hậu quả do ta gánh chịu trong ánh mắt kiếm tu áo lam sinh ra một ti không vui nhưng cũng không có ý tứ làm phật ý kim công tử một ti kim đang thủy hệ linh lực cô động đến cực điểm hội tụ tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một luồng kiếm khí sắc bén. Kiếm tu áo lam nhìn về phía mặt họa, thản nhiên nói, kiếm khí kim đan, giết ngươi chỉ cần một cái chớp mắt, sẽ không quá thống khổ. Sau đó không đợi cố an cùng cố toàn kịp phản ứng, kiếm tu áo lam điểm một cái, kiếm khí phá không. Kiếm khí thủy lam giống như một đoạn linh kiếm chân chính, vẽ ra một đạo thủy quan chói mắt, thẳng đến tâm mạch của mặt họa. Cố an cùng cố toàn đại kinh thất sắc. Mặt họa thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Ngay khi kiếm quang đến gần mặt họa một trượng, một đạo quang mang rực rỡ bỗng nhiên bay lên, phong nhận cùng sinh ra kết thành bình chướng, giống như khổng tước xòe đuôi, tinh xảo mà hoa mỹ, bảo hộ mặt họa ở giữa. Kiếm quang không phá được lông vũ bệnh từ phong nhận, tự động tán loạn. Đồng tử kiếm tu áo lam co rụt lại, không khỏi nhìn về phía ngoài viện. Bên ngoài quán rượu, một tu sĩ mặc áo thô, đầu đội nón rộng vành, chậm rãi đứng dậy. dáng người hắn cao lớn, dung mạo túng mỹ, thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia ngạo nghễ, khinh bỉ nhìn kiếm tu áo lam. Nghiệt súc, ngươi muốn giết ai? Trong mắt kiếm tu đạo bào thủy lam, hiện lên một tia kiên kỵ thật sâu. Kim công tử mặt trầm như nước. Càng học châu giới, đạo đình ti tam phẩm điển ti, cố trường hoài. Tu sĩ kim đang sơ kỳ. Bên ngoài quán rượu, cố trường hoài thân hình cao ngất, ngạo nghễ mà đứng, cho dù mặc quần áo thô, cũng khó che giấu một thân khí chất xuất chúng. Phong nhận hoa mỹ như lông vũ vờn quanh thân hắn. Quanh thân hùng hậu, lại không cần kiềm chế tu vi kim đan, tản ra uy áp nhàn nhạt. Kim công tử nhíu mày, hơi suy tư, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng, mang theo tức giận hỏi, cố trường hoài tất cả những chuyện này đều là do ngươi âm thầm bố trí, cố trường hoài một mặt thông dong, nhưng trong lòng có một tia kinh ngạc. Không biết lắm lời hắn nói, rốt cuộc là cái bẫy nào. Nhưng từ trước đến nay hắn luôn cao ngạo, cũng lười giải thích, nhất là đối với loại con cháu thế gia đạo hạnh bại hoại này, lại càng là chẳng thèm mó tới. Cố Trường Hoài chỉ thản nhiên nói, các ngươi muốn khoanh tay chịu trói, hay là chờ ta phế các ngươi rồi dùng phược linh tỏa khóa lại rồi ném vào đạo ngục?" Kim công tử cười âm trầm, không chút sợ hãi. "Cố Điển Ti, vì sao bắt chúng ta? Chính ngươi nói." Cố Trường Hoài vẻ mặt lạnh lùng, bán tu sĩ hại tính mạng người khác, viện chế nhân đang trong này cái nào cũng đủ để ngươi ném vào đạo ngục, nhận hết cực hình. Kim công tử mỉm cười, ta ăn nói lung tung, dọa tiểu quỷ kia mà thôi, nói miệng không bằng chứng, cố điển ti sẽ không như vậy oan ủ người tốt chứ. Khóe miệng cố trường hoài hàm chứa một tia châm chọc tươi cười, thứ không bằng xuất sinh, con người cũng không xứng, còn tự xưng, người tốt, kim công tử lập tức biến sắc, cố điển ti, xin nói cẩn thận, cố trường hoài chỉ chỉ túi trữ vật của kim công tử, đừng cho là ta không biết, nhân đang còn giấu trên người ngươi, tan vật của hạ nhân này đã lấy được, ngươi còn giảo biện thế nào, nhân đang. Kim công tử tiện tay ném túi trữ vật đi, vẻ mặt mê mang, cố điển ti, ngươi đang nói cái gì? Nơi nào có nhân đang? Sao ta không thấy được, cố trường hoài ánh mắt ngưng lại. Kim công tử chỉ chỉ túi trữ vật chứa nhân đang trên mặt đất, cười nói, cố điển ti, ngươi sẽ không nói, trong này chứa chính là nhân đang chứ. Làm sao có thể, còn nữa, cho dù bên trong thật sự là cái gọi là nhân đan của ngươi, ta cũng không biết gì cả, Kim Công Tử lại chỉ vào quá gian long, khóe miệng mang theo châm chọc nói, ngư tu này, nói có đan dược tốt nhất bán cho ta, ta cảm thấy hứng thú, liền cố ý tới nhìn một cái, ai biết trong túi hắn bán là đan gì, đựng thuốc gì, sắc mặt quá gian long trắng bệch. Việc này không liên quan gì đến ta, Kim Công Tử mỉm cười, nói tiếp, có lẽ là tiện dân này, nghe theo sai khiến của người nào đó, muốn vu hãm cho ta cũng không nhất định, ngài nói đúng không? Kim công tử giống như cười mà không phải cười nhìn Cố Trường Hoài, chậm rãi nói, "Cố Điển Ti." Cố Trường Hoài cũng không tức giận, chỉ chậm rãi gật đầu, tùy ý nói, "Ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, ngươi theo ta đến Đạo Đình Ti một chuyến, ta hỏi rõ ràng mọi chuyện, liền thả ngươi đi ra." Kim công tử nói, "Việc này không liên quan gì đến ta." "Không liên quan, trước tiên tiến vào Đạo Đình Ti rồi nói sau, những đan dược này không phải của ta, ngươi chạm qua, rốt cuộc là dính nhân quả." đi đạo đình ti rồi nói sau cố trường hoài thản nhiên nói cố điển ti ta đã nói rồi lời vừa rồi đều là ta ăn nói lung tung nhưng ngươi nói liền yêu cầu chứng thực đi đạo đình ti trước rồi nói sau cố trường hoài dầu muối không ăn bất kể kim công tử ngụy biện như thế nào hắn đều nói một câu đi đạo đình ti rồi nói sau một bộ dáng như giải quyết việc chung kim công tử không nói thần sắc của hắn cũng khó coi Tiếng đạo đình ti nói sau, tiếng đạo đình ti còn nói cái rắm, vào đạo đình ti, liền thân bất do kỹ, mặc dù không chết, chịu hình phạt, cũng phải lột một tầng da. Huống chi, đạo đình ti cao phẩm, là có, nhân quả luật trạng. Có mấy lời, nói qua chính là nói qua, có một số việc, làm chính là làm, căn bản chống chế không được. Ở bên ngoài còn có thể giảo biện, vào đạo đình ti, muốn giảo biện cũng giảo biện không được. Kim công tử thầm hận trong lòng. Cái tên Cố Trường Hoài này, thật đáng giận. Hắn căn bản không quan tâm ngươi nói cái gì, cũng không cùng ngươi cãi cọ, chỉ một lòng muốn đem mình đưa vào đạo đình ti. Đến lúc đó mình chính là thịt cá trên thớt, mặc cho Cố Trường Hoài hắn bắt lấy. Kiếm tu đạo Bào Thủy Lam ở một bên trầm giọng nói, "Cố Điển Ti, kim công tử thân phận tôn quý, đưa hắn vào đạo đình ti, có ổn hay không?" Cố Trường Hoài liếc mắt nhìn hắn, "Không có việc gì, ngươi cũng phải đi vào." kiếm tu mặc đạo bào thủy lam khẽ giật mình. Cố trường hoài mặt không chút thay đổi nói, giáo tập nội môn quý thủy môn, tạ lưu, người hôm nay ở trước mặt ta, muốn giết hại tu sĩ cố gia, đạo đình ti chấp ti, thái hư môn cố trường hoài liếc mắt nhìn mặt họa, tiểu đệ tử trói gà không chặt. Ngươi cũng phải theo ta về đạo đình ti, đem chuyện này nói rõ ràng. Mặt họa có chút không vui. Kiếm tu mặc đạo bào màu thủy lam, cũng là giáo viên nội môn tạ lưu của quý thủy môn, nghe vậy thần sắc lạnh như băng trong mắt ẩn chứa hàng quan cố trường hoài đối mặt với hắn thần sắc vẫn là lạnh nhạt tạ lưu cười cười nhưng ngoài cười ngoài cười nhưng trong không cười cố điển ti vậy mà nhận ra ta cố trường hoài cười như không cười không quen biết ngươi ta nói thế nào ngươi là nghiệt xúc đây da mặt tạ lưu co quắp một chút ánh mắt tàn khốc nhưng trong lòng lại hơi phát lạnh quen biết đó chính là bị theo dõi rốt cuộc là chuyện khi nào Kim công tử cũng phát giác được một tia không ổn, âm thầm nháy mắt với tạ lư. Tạ lư thầm hiểu ý, liền cười nói với cố trường hoài, cố điển ti, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, cố trường hoài lạnh nhạt nói, a, à, ý của ngươi là từ không sinh có, bị đặt tội danh. Ngươi có biết ngươi đây là đang phỉ bán điển ti đạo đình, là tội thêm một bậc. Tạ lưu nhíu mày, biết luận công phu miệng, mình tất so ra kém đạo đình ti điển ti này. Bàn tay hắn ta nắm hầu, một thanh trường kiếm hiện lên. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, Quý Thủy kiếm. Cũng là một trong 12 lưu phái của Càn Châu, pháp bảo truyền thừa của Quý Thủy môn. Lông mày Cố Trường Hoài nhướng lên, ngươi muốn chống lại lệnh bắt? Tạ Lưu cười nói, tuy Tạ Lưu ta bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng là giáo tập Quý Thủy môn, Cố Điển Ti muốn nói xấu ta, ta chung quy phải nghĩ cách tự chứng minh sự trong sạch. Cố Trường Hoài gật đầu, ta hiểu rồi. Ngươi giết người chưa thành công, còn muốn chống lại lệnh bắt? Tạ Lưu sắc mặt khó coi, không hổ là điển ti kinh nghiệm phong phú của đạo đình ti, năng lực chiêu mộ tội danh quả nhiên không tầm thường. Kim công tử có chút không kiên nhẫn, nói với Tạ Lưu đừng nói nhảm nữa, sớm thoát thân đi. Chỉ cần không bị cố Trường Hoài bắt tại trận, sau đó trốn vào tông môn hoặc là trốn vào trong tộc, tránh đầu sóng ngọn gió là được. Hắn cũng không tin. Đạo Đình Ti bọn hắn thật có can đảm cùng Kim gia, cùng Đoạn Kim Môn vạch mặt tới cửa bắt người, Tạ Lưu ánh mắt lạnh như băng, Quý Thủy kiếm đồng loạt giơ lên, quanh thân kiếm khí kích động. "Cố Điển Ti, tu vi của ta và ngươi tương đương, hôm nay ta lĩnh giáo ngươi, xem thử kiếm pháp của Quý Thủy môn ta lợi hại, hay là đạo pháp Cố gia của ngươi hơn một bậc." Tạ Lưu rót linh lực vào Quý Thủy kiếm, hóa thành một đạo Quý Thủy kiếm khí âm độc âm trầm cường đại, sau đó đưa về phía trước, kiếm khí phá không lao thẳng đến ngực cố trường hoài. Cố trường hoài giơ tay, hóa thành một đạo bình phong lông vũ. Quý thủy kiếm khí chạm đến linh vũ bình phong. Chỉ dằn co trong nháy mắt, kiếm khí liền trong nháy mắt xoắn nát lông vũ, xuyên phá bình phong, hướng cố trường hoài đánh tới. Cố trường hoài miễn cưỡng nghi người, tránh đi chỗ yếu hại. Kiếm khí cắt qua cánh tay của hắn, lưu lại một vết máu, máu tươi nhỏ ra. Kim công tử thấy thế, không khỏi cười nhạo một tiếng đạo pháp cố gia chẳng qua chỉ có vậy tạ lưu cũng lộ vẻ đắc ý nhưng một lát sau sắc mặt hắn khẽ biến cảm thấy chuyện này không đúng lắm cố trường hoài nhìn vết thương trên cánh tay mình nhẹ gật đầu tập kích đạo đình ti điển ti đây chính là ngươi động thủ trước đây chính là chứng cứ nói xong cố trường hoài còn rắc một ít thuốc bột lên vết thương đây không phải dùng để cầm máu mà là dùng để đổ máu để tránh vết thương mau chóng khép lại không có chứng cớ tạ lưu tập kích cố an cố toàn còn có mặt họa, không có chứng cớ xác thực. Nhưng hắn ra tay trước, tập kích đạo đình ti kim đang điển ti, lại chứng cứ vô cùng xác thực. Sắc mặt tạ lưu khó coi đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn vẻ mặt cao ngạo tự phụ của cố trường hoài, làm chuyện cũng hèn hạ như thế. Cố trường hoài tay phải mở ra, một thanh pháp bảo quạt lông tràn đầy màu sắc, hơn nữa linh lực kinh người, liền hiện lên ở trước mặt thất thải khổng tước linh vũ bảo phiến. Pháp bảo tổ truyền của cố gia. Cùng lúc đó, đang điền cố trường hoài giấy lên đan hỏa, trên người bao phủ một tầng ánh sáng tinh tế, giống như thanh loan mở cánh, khổng tước xòe đuôi, phía sau hiện ra cánh chim phong nhận rực rỡ, lân phiên so với nhau, quan hoa duy mỹ. Lấy pháp bảo tổ truyền thượng phẩm của cố gia, thất thải khổng tước linh vũ bảo phiến, thúc dục đạo pháp thượng phẩm trấn tộc cố gia, lăng phong hóa vũ quyết. Cố trường hoài nhất thời giống như thanh tiên, dung mạo tuấn giật phi phàm, linh lực quanh thân kinh người. Sắc mặt tạ lưu lập tức trắng bệch. Hắn dốc hết toàn lực, thôi phát quý thủy kiếm khí đến cực hạn, muốn cùng cố trường hoài quyết phân thắng bại. Nhưng cố trường hoài chỉ là một chỉ, bảo phiến khổng tước bảy màu, hào quang đại thịnh, vũ nhận do lăng phong hóa vũ quyết hóa ra, nở rộ ra sát khí bảy màu duy mỹ. Trong nháy mắt, giống như là thanh loan chấn vũ. Toàn bộ vũ nhận, ngưng tụ thành cơn lốc hoa mỹ, hướng tạ lưu quét sạch mà đi. Tạ lưu tránh cũng không thể tránh. Chỉ một hiệp, kiếm quan của tạ lưu bị xoắn nát, kiếm khí trong nháy mắt bị nuốt hết. Quý thủy kiếm trong tay hắn cũng chỉ chống đỡ được một lát đã đạ ảm đạm phai mờ. Sau đó cả người tạ lưu cũng bị phong nhận bao phủ. Một tia phong hệ linh lực, như dòi trong xương, giấu diếm sát cơ, gió giải linh lực cùng da thịt của hắn. Toàn bộ quán rượu, bị đạo pháp tác động đến, tất cả bàn ghế tường rào, tất cả đều hóa thành bột miệng. Đợi đạo Pháp dừng lại, phong nhận tản đi. Tạ lưu mình đầy thương tích quỳ trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn nghĩ thế nào cũng không thông, rõ ràng đều là kim đan sơ kỳ, vì sao thực lực lại trên lệch lớn như thế hắn căn bản không phải là địch thủ của họ cố này, mặt họa ở một bên, cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết cố thúc thúc lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, không bị cảnh giới hạn chế, có thể thi triển tu vi kim đan, cố thúc thúc có bản mệnh pháp bảo cùng kim đan cảnh thượng phẩm đạo pháp, lại lợi hại như vậy. Vừa rối vừa lợi hại, đánh giá của cố trường hoài trong lòng mặt họa nhanh chóng tăng lên. Mà mấy người kim công tử cũng đã sớm phát giác không đúng, trong nháy mắt khi cố trường hoài ra tay, cũng đã nghĩ đến chạy trốn giữ mạng. Nhưng trong lòng bọn họ, cũng có chút khó có thể tin. Tạ lưu này tốt xấu cũng là giáo tập nội môn của quý thủy môn, tu vi đạo pháp đều không kém, chưa từng nghĩ một chiêu không chống đỡ được liền bị thua. Cố trường hoài này, quả nhiên là đại địch, kim công tử trong lòng phát lạnh, quyết định thật nhanh, mau rút lui, có thể chạy thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sớm trở về tông môn gọi viện binh, ngăn cố trường hoài lại. Mấy người bọn hắn, chỉ cần không bị bắt đến đạo đình ti, liền cái gì cũng dễ nói. Bốn người kim công tử trong nháy mắt hóa thành kim quang, bỏ chạy về nơi xa. Cố trường hoài vận dụng đạo pháp thượng thừa, trấn áp kim đang cảnh tạ lưu linh lực chưa hoàn toàn khôi phục nhất thời có chút ứng phó không kịp nhưng mặt họa hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy mất thần thức khóa chặt sau đó ngón tay điểm liên tiếp lam quan bỗng dưng lóe ra một cái tiếp một cái thủy lao thuật đem mấy người kim công tử tất cả đều tạm thời trói lại cố an cùng cố toàn cảnh trúc cơ hậu kỳ đuổi theo phía trước không nói hai lời trước chém một đao phế đi chân của bọn họ sau đó lấy vượt linh tỏa trói lại Mấy người mặc dù giải dụ mấy hiệp, nhưng có mặt họa ở một bên nhìn chầm chầm, căn bản chạy không thoát. Mà bên kia, tạ lưu cũng bị cố trường hoài bắt được, dùng tam phẩm phượt linh khóa lại nhục thân và kinh mạch. Đến đây bụi bặm đã lắng xuống, đoàn người kim công tử đều xa lưới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.